Thế thì không biết là ngày hôm qua thì chúng ta đã hiểu về cái bệnh lý về tăng huyết áp của mình rồi đúng không nhỉ? Thì ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ đi sâu vào cái vấn đề liên quan đến điều trị huyết áp tại nhà mà chúng ta không cần phải dùng thuốc. Thế thì đây chính là một trong những cái mà có lẽ là rất là nhiều người chúng ta quan tâm, bởi vì khi mà chúng ta mà đã xác định mà điều trị huyết áp mà điều trị suốt đời ấy, gần như là chúng ta đã được chẩn đoán huyết áp là chúng ta phải điều trị suốt đời rồi. Và nó rất là mệt mỏi cho chúng ta về vấn đề đấy. Thứ nhất là cái chi phí, cái thứ hai nữa là nó sẽ có những cái tác dụng phụ trong cái quá trình mà chúng ta điều trị. Bởi vì thế mà cái nội dung ngày hôm nay bác sĩ Ngọc nó sẽ cực kỳ quan trọng dành cho mọi người, để giúp cho mọi người chúng ta sẽ có một cái phương pháp chúng ta điều trị cái huyết áp của mình không cần phải dùng thuốc. Thế thì nó sẽ có, đây là những cái phương pháp mà nó đã có những cái bằng chứng khoa học, nó gọi là thay đổi lối sống. Và nó sẽ có những cái loại thay đổi lối sống nào có thể là kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta, thì buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta trao đổi. Trước khi vào cái chương trình này thì mọi người giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ cái động ạ, để cho mọi người vào đầy đủ trước khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình buổi tối ngày hôm nay nhé. Cho mọi người vào nhiều nhiều chút rồi mình sẽ chia sẻ cái nội dung này. Hy vọng là nó sẽ là giúp cho nhiều người chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được cái huyết áp của mình mà không chuyển sang cái vấn đề liên quan đến cái bệnh lý huyết áp của chúng ta. Tức là cái huyết áp của chúng ta nó sẽ có là huyết áp bình thường này, sau đó thì bình thường cao này, và bắt đầu là cao huyết áp. Thế thì ở cái giai đoạn mà bình thường cao ấy, nếu như mà chúng ta thay đổi được lối sống, chúng ta kiểm soát được thì nó sẽ trở về bình thường và chúng ta không cần phải uống thuốc nữa. Nhưng nếu như mà chúng ta không kiểm soát thì nó có thể nó sẽ làm tăng cái huyết áp của chúng ta lên. Rồi. Mình sẽ nhắc lại một chút ngày hôm qua của chúng ta, nếu như mà chúng ai mà chúng ta chưa xem cái nội dung ngày hôm qua ấy. Ngày hôm qua thì bác sĩ Ngọc có nói về, thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu về cái cách để mà chúng ta đo huyết áp như thế nào cho nó chính xác đúng không nhỉ? Thì cái thời điểm mà chúng ta đo là có hai cái thời điểm mà chúng ta đo thì cái huyết áp nó sẽ chính xác nhất nếu như mà chúng ta đo tại nhà, đó là vào buổi sáng sớm sau khi mà ngủ dậy tầm khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng, và trước khi mà chúng ta uống thuốc hay là ăn cơm. Chúng ta tiến hành chúng ta đo và đo 3 lần, bỏ đi cái lần đầu tiên và lấy hai cái lần phía sau chúng ta cộng lại, chúng ta chia đôi để chúng ta có huyết áp vào buổi sáng. Tương tự thì chúng ta sẽ có huyết áp vào buổi tối. Buổi tối thì thường tầm một cái 8 9 giờ sau khi mà chúng ta ăn tối xong, nghỉ ngơi rồi chúng ta bắt đầu chúng ta đo, đo tầm 3 lần, bỏ cái lần đầu tiên và lấy hai lần sau chúng ta cộng lại chia đôi, chúng ta có huyết áp vào buổi tối. Và chúng ta cộng lại buổi sáng và buổi tối thì chúng ta có huyết áp trung bình vào cái ngày đấy, và chúng ta làm như thế liên tục trong vòng 3 cho đến 7 ngày. Chúng ta cộng lại, chúng ta chia đôi thì nó chính là huyết áp của mọi người. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta đo được cái huyết áp một cách là chính xác nhất. Sau khi mà chúng ta có được cái huyết áp chính xác rồi ấy, thì lúc này chúng ta bắt đầu chúng ta mới biết là cái mức độ nào là cái mức độ mà nguy hiểm cho chúng ta đúng không nhỉ? Ngày hôm qua chúng ta đã nói về cái vấn đề mức độ bình thường đối với huyết áp của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta kiểm soát là dưới 130 trên 85. Thì 130 trên 80 là huyết áp bình thường. Còn bắt đầu là cái huyết áp bình thường cao ấy, tức là nó gọi là tiền tăng huyết áp. Và đây chính là cái nhóm mà nó nằm ở giữa, tức là cái nhóm mà bình thường thì chúng ta không phải điều trị thuốc. Cái nhóm mà tiền tăng huyết áp ấy, là cái nhóm mà chúng ta cần phải kiểm soát nó để đưa về cái ngưỡng bình thường của chúng ta. Thì thường là huyết áp mà từ 130 cho đến 140 mét thủy ngân đối với huyết áp tâm thu, và từ 80 cho đến 90 đối với tâm trương. Thì đấy là trong cái giai đoạn mà tiền tăng huyết áp của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi lối sống ngay lập tức ở trong cái giai đoạn này để nó sẽ đưa cái huyết áp của chúng ta về cái ngưỡng an toàn cho phép của chúng ta. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ có thêm một cái ngưỡng tiếp theo nữa, là cái ngưỡng mà chúng ta được chẩn đoán là tăng huyết áp độ 1, đó là từ 140 cho đến 160, tức là 140 đến 159 đối với huyết áp tâm thu, và từ 90 cho đến 99 là huyết áp tâm trương. Thì đấy là cái tăng huyết áp độ 1, và trên 160 đối với huyết áp tâm thu, và trên 100 là bắt đầu là chúng ta chuyển sang tăng huyết áp độ 2. Còn đối với trường hợp mà tăng huyết áp khẩn cấp hay là cái trường hợp mà nguy hiểm thì nó sẽ nằm là cái huyết áp mà từ trên 180 đối với tâm thu, và trên 120 đối với tâm trương. Thì đấy là những cái trường hợp, cái mức độ mà cái huyết áp của chúng ta, để mà chúng ta biết được là chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cái mức độ của chúng ta như thế nào. Và ngày hôm qua thì chúng ta có nói thêm nữa về cái vấn đề liên quan nữa là ngoài cái chỉ số huyết áp của chúng ta ấy, bởi vì cái huyết áp nó là cái nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh lý là tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim đúng không nhỉ, và dẫn đến tình trạng là tử vong. Cái huyết áp nó không gây tử vong ngay lập tức lúc đấy, mà cái hậu quả của cái việc tăng huyết áp nó gây ra cái tình trạng tử vong của chúng ta. Thế thì khi mà cái huyết áp nó sẽ tăng cao ấy, nhưng mà nó sẽ có nha, huyết áp nó tăng lên nó cũng gây ra cái tình trạng là tai biến mạch máu não, mỡ máu nó cũng gây ra tai biến mạch máu não, hay là tiểu đường nó cũng gây ra tai biến mạch máu não. Nếu như mà chúng ta chỉ có một cái tăng huyết áp không ấy, thì cái mức độ nguy cơ chúng ta là thấp, nhưng chúng ta vừa có tăng huyết áp, chúng ta vừa có tiểu đường, chúng ta lại vừa có mỡ máu nữa, thì cái mức độ cái nguy cơ nó lại rất là cao. Ví dụ như chúng ta chỉ có mỗi cái tăng huyết áp không thôi ấy,
thì có thể là trên 140 mmHg thủy ngân chúng ta mới cần phải điều trị. Nhưng một người mà vừa có tăng huyết áp này, vừa có mỡ máu này, vừa có tiểu đường này, vừa hút thuốc nữa này, là bắt đầu là từ 135 là chúng ta đã điều trị rồi. Mọi người hình dung không nhỉ? Tức là cái việc mà chúng ta điều trị huyết áp nó sẽ tùy vào từng cái cá thể khác nhau. Tuy nhiên thì bất kể một cái cá thể nào, chúng ta cũng sẽ có một cái là gì? Đó là cái nguyên tắc đầu tiên khi mà điều trị huyết áp, đó là thay đổi lối sống. Bởi vì nếu như mà mọi người mà thay đổi lối sống mà tốt, nó có thể giảm cái mức huyết áp của mọi người xuống tầm khoảng 20 mmHg thủy ngân. Tức là sao? Tức là ví dụ như huyết áp chúng ta đang còn tầm khoảng cỡ 140, 150 chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta thay đổi được cái lối sống mà tốt thì nó có thể nó sẽ đưa về 130 cho chúng ta rồi. Và nó sẽ đưa về cái ngưỡng mà an toàn cho chúng ta và chúng ta không cần phải điều trị thuốc nữa. Thì đấy chính là cái lý do mà tại sao cái buổi tối ngày hôm nay bác sĩ Ngọc đưa cái nội dung vào trong này để giúp cho mọi người chúng ta hiểu được về cái tác dụng của cái việc mà chúng ta thay đổi lối sống. Và thay đổi ở đây là thay đổi cái gì? Ok, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái chương trình này thì nhờ mọi người giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ để cho mọi người chúng ta vào đầy đủ trước khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình buổi tối ngày hôm nay nhé. Làm sao mà càng nhiều người tăng huyết áp chúng ta biết được cái nội dung này thì nó sẽ là càng tốt. Nhớ thả cho bác sĩ Ngọc một cái lượt thả tim ấy. Rồi, thế thì trước khi mà chúng ta đi vào cái việc mà chúng ta thay đổi lối sống ấy, chúng ta sẽ phải hiểu rõ cơ chế cái gì làm cho cái huyết áp của chúng ta sẽ tăng lên. Khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề đấy rồi ấy, thì chúng ta sẽ biết được là cần phải làm gì. Thế thì mọi người sẽ hình dung như này, cái huyết áp, bản thân của cái huyết áp là gì? Cái chúng ta đang nói huyết áp nó là cái áp lực của máu, nó tác động lên cái thành mạch của chúng ta. Tức là cái áp lực, cái áp lực của cái dòng chảy của dòng máu ấy, nó áp lực lên cái thành mạch của chúng ta. Nó giống như là khi mà chúng ta có một cái ống nước ấy, cái ống nước tại nhà của chúng ta, thì cái áp lực của nước nó lên cái thành ống ấy, đấy chính là cái huyết áp của chúng ta. Và chúng ta có hai cái trị số huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu là khi mà tim nó bóp một cái thì nó đẩy một cái lượng máu rất là lớn, thì đấy là huyết áp tâm thu, nên là huyết áp tâm thu lúc nào nó sẽ là cao hơn. Và chúng ta sẽ có cái huyết áp tâm trương là lúc mà tim nó giãn ra, thì đấy là huyết áp tâm trương. Thế thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên nhân làm cho cái huyết áp tăng nó là cái gì. Nó là cái áp lực của máu lên cái thành mạch, đúng không nhỉ? Thế thì cái áp lực của máu nó do cái gì tạo ra? Khi mà chúng ta hiểu được rõ cái cơ chế như này ấy, thì lúc này chúng ta đi điều trị nó rất là dễ. Và chúng ta thay đổi lối sống rất là dễ, và chúng ta có thể chúng ta nhớ được luôn. Chúng ta hiểu được cái bản chất của cái bệnh thì chúng ta có thể chúng ta điều trị một cách nó rất là hiệu quả. Thế thì cái gì nó làm cho cái áp lực của máu ở trong cái thành mạch nó sẽ tăng cao lên? Đầu tiên nó là do cái cung lượng tim, tức là cái lượng máu nó chảy trong lòng mạch nó tăng lên thì có thể nó sẽ làm tăng cái huyết áp của chúng ta. Thế thì cái lượng máu nó chảy trong thành mạch ấy mà nó tăng lên là do cái gì ạ? Đầu tiên nó có phải là do cái lượng máu ở trong mạch nó nhiều hơn, đúng không nào? Bình thường quân bình của một người chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng cỡ 4 lít 4 bao nhiêu tự nhiên là quên mất nhỉ? 6 lít máu thì phải, không nhớ. Không rõ, nhưng mà đại loại là 4 lít chứ không phải 6 lít, 4 lít máu. Thì khi mà cái lượng mà máu ở trong thành mạch chúng ta nó tăng cao lên ấy, thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta bị tăng huyết áp, đúng không nhỉ? Thì bất kể một cái lý do gì, nó làm cho cái lượng nước ở trong cái thành mạch mà nó tăng lên, chúng ta gọi là lượng máu nó tăng lên, thì chúng ta sẽ dễ bị tăng huyết áp. Nhưng ở đây nhiều người bảo thì máu nó tăng lên thì càng tốt chứ sao, nhưng mà thực tế nó không phải là máu nó tăng lên mà là do nước nó tăng lên ở trong đấy. Thế thì nước nó tăng lên là do gì? Đó là có thể mọi người chúng ta truyền dịch, đúng không nhỉ? Rất là nhiều người, bác sĩ Ngọc biết là những người mà chúng ta ở quê, chúng ta cứ có bệnh gì cái, ốm cái là cũng đi truyền dịch. Nhưng mà khi mọi người truyền dịch như thế thì có phải nó đưa một cái lượng nước vào trong máu của chúng ta không? Và nếu như một người mà đã có tăng huyết áp rồi mà đưa một cái lượng cao lượng máu vào nữa ấy, thì nó lại làm cho huyết áp nó sẽ càng tăng lên. Nên là trước khi mọi người truyền dịch, mọi người phải đo huyết áp cái để xem huyết áp của mọi người là bao nhiêu. Huyết áp mà đang cao cái mà truyền dịch vào cái nó lại làm cho huyết áp nó tăng lên nữa. Thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta ăn nhiều muối, chúng ta ăn mặn. Và khi mà chúng ta ăn mặn ấy, ăn nhiều muối ấy, thì nó sẽ làm cho cái muối ấy, nó sẽ giữ nước ở trong cái lòng mạch của chúng ta. Khi mà chúng ta ăn mặn thì cái muối nó sẽ là kéo nước vào trong lòng mạch. Chúng ta sẽ hình dung một cách là đơn giản như này, có phải khi mà chúng ta đi tắm biển, đúng không nhỉ? Chúng ta tắm biển, chúng ta tắm ở dưới nước, sau một lúc chúng ta lên thì chúng ta thấy là tay chân chúng ta nhăn nheo lại, đúng không nhỉ? Bởi vì lúc đấy là nước ở trong lòng tay của chúng ta, trong các mô, trong các tế bào của chúng ta, nó bị thoát ra ở ngoài, bởi vì cái nồng độ muối ở bên ngoài nó cao quá, nó hút nước từ trong ra. Thế thì khi mà chúng ta ăn mặn ấy, thì có phải là muối nó ở trong cái lòng mạch nó nhiều? Thì khi mà muối ở trong lòng mạch nó nhiều ấy, thì nó sẽ hút nước từ xung quanh, từ các tế bào vào trong lòng mạch. Nó làm cho cái lượng nước ở trong lòng mạch nó rất là lớn, hay thể tích máu ở trong lòng mạch nó lớn như thế.
Thế thì khi mà cái lượng nước nó vào trong lòng mạch nhiều ấy thì nó làm cho các tế bào nó bị thiếu nước. Thì chúng ta mới khi mà các tế bào nó thiếu nước nó feedback lên não cái chúng ta mới có cái cảm giác khát. Đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta bảo là ăn mặn thì khát nước, đúng không nhỉ? Hay là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Thực tế là do khi mà chúng ta ăn mặn thì nước nó sẽ được hút từ trong các tế bào của chúng ta vào trong cái thành mạch. Và lúc đấy ở trong cái tế bào của chúng ta nó sẽ làm bị thiếu nước thì nó làm cho chúng ta có cái cảm giác khát. Nên là chúng ta mới có câu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước và đời cháu bắt đầu đi tiểu, đúng không nhỉ? Thế thì cái ở trong cái thành mạch đấy, cái lượng nước nó tăng lên thì bắt buộc nó phải đào thải ra bên ngoài qua cái việc mà thận nó đào thải, thì chính là cái việc mà chúng ta đi tiểu. Thì nhiều khi mà chúng ta nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nhưng bây giờ là đời cha ăn mặn là cả ba đời, đời cha ăn mặn, đời con khát nước và đời cháu đi tiểu, nhưng mà thực tế là gì? Đời cha ăn mặn là cả ba đời đều tăng huyết áp. Nên là nhiều khi mà chúng ta giảm cái việc mà chúng ta ăn mặn đi, đấy là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể là chúng ta hạ được huyết áp. Nên cố gắng là hy sinh đời bố để củng cố đời con đi, bởi vì nhiều khi là nếu như mà trong gia đình có một người mà ăn mặn, đặc biệt là ví dụ như bố mẹ mà ăn mặn, thì có phải là khi mà chúng ta nấu nướng chúng ta cho nhiều muối vào không ạ, để nó hợp với khẩu vị của cái người nấu, và nó làm cho con cái chúng ta cũng phải ăn theo cái đấy. Nên là chúng ta cố gắng chúng ta ăn nhạt đi một chút để cho cả nhà chúng ta được ăn nhạt, thì nó làm cho cái lượng nước nó đi vào trong thành mạch nó ít hơn. Bởi vì khi mà cái lượng nước nó vào trong thành mạch nó nhiều thì có phải nó làm cho cái thể tích máu ở trong thành mạch nó nhiều không ạ? Và khi mà cái thể tích máu trong lành mạch nó nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực lên cái thành mạch nó sẽ cao hơn. Và khi lúc đấy thì cái áp lực lên thành mạch nó cao hơn thì chính là cái việc mà chúng ta bị tăng huyết áp. Đấy chính là lý do mà tại sao mà chúng ta gọi là nó gọi là chỉ tự dưng là ăn mặn thì là bị tăng huyết áp bởi vì thế. Chờ tí lại hết pin rồi, cứ live stream được một lúc rồi hết pin. Mọi người chờ một xíu, ngập một chút xíu nhé. Ông ơi, lấy cho con cái dây sạc dự phòng ra đây cái để con sạc luôn. Ông ơi, lấy cho con cái dây sạc dự phòng. Có cái dây nào để sạc dự phòng? Mấy hôm nay cái Facebook nó bị lỗi nên là mọi người sẽ thấy là bác sĩ Ngọc live stream ấy, cái màn hình nó bị xấu hẳn bởi vì đang còn live trên điện thoại. Đang còn bị hết pin cái phải cả live cả sạc. Chờ tí nhá. Rồi, chúng ta sẽ đấy là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy là gì? Đó là khi mà chúng ta ăn cái nguyên nhân để mà tăng huyết áp có phải là cái lượng máu nó sẽ tăng lên, nó sẽ làm tăng huyết áp, đúng không nhỉ? Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta ăn mặn nó sẽ làm tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là cái nhịp tim nó tăng lên. Nhịp tim nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Có cái cục sạc dự phòng nào có pin không? Ok, đây rồi. Mình chờ bác sĩ Ngọc chút cắm cái sạc cái cho nó lên pin cái. Đang còn live stream mà lại hết pin cái chứ gì. Máy nhỏ đó nữa. Đây rồi, ok. Được rồi. Tiếp tục nhá. Ổn ở đây, pin còn cốc nước nữa. Máy của Linh à? Rồi, thế thì cái đấy là cái đầu tiên, đó là cái lượng máu ở trong thành mạch nó nhiều thì nó sẽ dẫn đến tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là nhịp tim nó sẽ tăng, khi mà nhịp tim tăng thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Thế thì cái nguyên nhân nào làm cho cái nhịp tim tăng? Chúng ta có thấy là khi mà chúng ta hồi hộp thì chúng ta thấy là nhịp tim nó tăng lên, đúng không nhỉ? Chúng ta sau khi mà chúng ta hoạt động mạnh thì nhịp tim nó sẽ tăng lên, hay là sau khi mà bị ai mắng, bị vợ mắng chẳng hạn, thì nhịp tim nó sẽ tăng lên, và đấy chính là cái lúc mà chúng ta bị tăng huyết áp. Hay là khi mà chúng ta sử dụng những cái chất kích thích như là cà phê, mọi người uống một ly cà phê phát nhịp tim nó sẽ tăng lên ngay lập tức, và sau đó thì huyết áp nó sẽ tăng lên. Chúng ta uống trà nhịp tim nó sẽ tăng lên, nó sẽ làm cho huyết áp nó sẽ tăng lên. Nên là tất cả những cái gì làm cho nhịp tim tăng lên thì nó sẽ làm cho huyết áp nó sẽ tăng lên. Cái đầu tiên, tất cả những cái gì làm cho cái lượng máu ở trong thành mạch nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm cho cái huyết áp nó sẽ tăng lên là một. Cái thứ hai là tất cả những cái gì làm cho nhịp tim nó tăng lên thì huyết áp cũng sẽ là tăng lên. Chúng ta sẽ hiểu cái cơ chế đầu tiên. Thì khi mà chúng ta biết được cái cơ chế rồi ấy, thì lúc mà chúng ta điều trị chúng ta sẽ giải quyết từng cái vấn đề đấy. Là chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được cái huyết áp ngay tại nhà mà không cần phải điều trị thuốc. Đến một cái ngưỡng nào đấy thì chúng ta mới cần phải điều trị thuốc thôi. Đấy là cái đầu tiên, là do cái cung lượng tim của chúng ta, nó bao gồm là nhịp tim nó tăng lên hoặc là cái lượng dịch ở trong cái lòng mạch nó tăng lên, nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là cái thành mạch của chúng ta. Có phải cái thành mạch nó đường ống như này, đúng không nhỉ? Và với một cái đường ống như này mà một cái lượng dịch mà tầm khoảng 4 lít nó đi qua thì là bình thường, là không sao. Nhưng bây giờ cái ống này bây giờ nó bị co lại thì có phải là cũng một cái lượng dịch là 4 lít mà nó đi qua một cái ống mà nó bé như này thì có phải là cái áp lực nó sẽ tăng lên, đúng không nhỉ?
Thì đấy chính là cái lý do mà khi mà cái mạch máu này này nó co lại thì nó cũng sẽ làm cho huyết áp nó sẽ tăng lên. Tức là khi mà cái cùng một lượng máu, cùng một cái lượng tim, cái tim co bóp mà nó đi qua một cái thành mạch mà bị co bóp như thế này, nó co thắt lại như thế này, thì nó cũng sẽ làm cho cái huyết áp nó sẽ tăng lên. Nên là một trong những cái cơ chế để mà điều trị tăng huyết áp là người ta sẽ sử dụng một cái loại thuốc để làm giãn cái mạch ra, nó giãn cái mạch ra. Thì đấy là liên quan đến cái mạch này nó co bóp. Hay là chúng ta sẽ có nữa là gì, cũng cái mạch này nhưng mà trong cái lòng mạch này nó bị hẹp đi. Ví dụ như là giống một cái ống cống của chúng ta, đúng không nhỉ, thì có phải là cái lượng nước nó đi qua ống cống bình thường thì không sao, nhưng mà cái ống cống đây bây giờ nó bị bám bùn bám bẩn ở trong đấy, thì có phải là cái ống này nó bị hẹp đi và nó tạo ra chúng ta cái lượng máu đi qua đây nó sẽ tạo ra cái áp lực lên cái ống này, đúng không nhỉ? Thì đấy chính là những cái bệnh lý liên quan đến xơ vữa động mạch, hay là cái tăng cholesterol, tăng mỡ máu, hay là xơ vữa động mạch, nó làm cho cái thành mạch này nó bị hẹp đi. Và khi mà cái thành mạch nó bị hẹp đi ấy, thì cái lượng nước đi qua thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Thì đấy chính là cái cơ chế, đấy là cái cơ chế để mà chúng ta hiểu được là cái nguyên nhân dẫn đến cái tăng huyết áp là gì. Mọi người hình dung không nhỉ? Thế thì bác sĩ Ngọc sẽ nói lại nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là gì? Cái lượng nước ở trong cái thành mạch của chúng ta, cái dịch mà trong thành mạch nhiều nó sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Bởi vì cái áp lực của nước lên cái thành mạch nó cao thì nó sẽ làm tăng huyết áp. Cái thứ hai nó là gì? Đó là cái nhịp tim mà nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Khi mà cái nhịp tim nó tăng lên nó sẽ làm tăng huyết áp. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là cái thành mạch nó bị hẹp lại, nó cũng sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Thì đấy chính là những cái lý do để nó làm cho cái huyết áp của chúng ta tăng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái một để chúng ta có thể là chúng ta hạ được huyết áp của mình. Đầu tiên mà bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ với mọi người trong cái việc mà hạ cái huyết áp, đầu tiên đó là giảm lượng muối mà hàng ngày chúng ta ăn xuống. Giảm lượng natri, giảm lượng muối hàng ngày chúng ta ăn xuống. Theo thống kê tại thời điểm hiện tại của Việt Nam, cái lượng muối mà chúng ta tiêu thụ mỗi ngày đang vượt quá rất là nhiều lần so với cái lượng cho phép của chúng ta. Đấy chính là lý do mà chúng ta bị tăng huyết áp rất là nhiều. Khuyến cáo mỗi một người bình thường, một người sức khỏe bình thường thì chúng ta sử dụng tầm 3 cho đến 5 gram muối. 5 gram muối nó đâu đấy là một cái thìa cà phê muối của chúng ta. Một thìa cà phê muối hoặc là tương đương với 3 thìa nước mắm. Đấy là cái lượng muối mà một ngày chúng ta sử dụng tối đa để mà chúng ta ăn cái đấy, đối với một người sức khỏe bình thường. Còn một người mà có tăng huyết áp thì cái lượng muối chúng ta được khuyến cáo là dưới 1,5 gram muối. Tức là nó chỉ đầm đâu đấy tầm 1/3 của cái thìa cà phê thôi. Thế thì cái với cái lượng là 1,5 gram muối ấy, mà mọi người hình dung là bây giờ nếu như mà chúng ta đi ra ngoài, tất cả các món ăn của chúng ta đang chứa cái hàm lượng muối nó rất là cao. Ví dụ như là chúng ta ăn một cái bánh pizza, một cái miếng bánh pizza chẳng hạn, thì trong cái miếng bánh pizza đấy đã có cái hàm lượng muối là đã quá cái số là 1,5 gram muối của chúng ta rồi. Nên là khi mà chúng ta đi ăn ngoài ấy thì xu hướng là cái thực phẩm nó mặn hơn, nên là cố gắng chúng ta tự chúng ta nấu tại nhà là tốt nhất. Hoặc khi mà chúng ta đi ăn ngoài thì chúng ta sẽ nói với cái người mà cái nhà hàng ấy là chúng ta bớt cái mặn vào trong cái thức ăn của chúng ta. Bởi vì tại thời điểm hiện tại là cái lượng muối hàng ngày nhá của tất cả mọi người ở đây luôn, bởi vì đấy là cái thói quen ăn hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đang sử dụng một cái lượng muối nó rất là nhiều với cái thói quen ăn uống hàng ngày. Nên là đấy chính là cái nguyên nhân mà chúng ta tăng huyết áp. Và nếu như mọi người giảm được cái lượng muối xuống dưới 1,5 gram mỗi ngày thì nó sẽ hạ được cái huyết áp của mọi người xuống 5mm thủy ngân. Mọi người hình dung không nhỉ? Nếu như bây giờ chúng ta đang huyết áp là 140mm thủy ngân, 140 trên 85 chẳng hạn. Và nếu như mà chúng ta giảm cái lượng muối xong thì nó giảm từ 140 xuống còn có 135 thôi, là chúng ta đã không cần phải dùng thuốc rồi. Mọi người hình dung không nhỉ? Nhưng mà nếu một chúng ta vẫn tiếp tục cái việc đấy thì với 140 nó vượt lên một cái là chúng ta phải điều trị thuốc suốt đời. Nên là cái bây giờ là chúng ta sẽ tạo ra cho mình một cái thói quen là giảm lượng muối ăn hàng ngày đi, giảm bớt cái lượng muối hàng ngày của chúng ta. Đấy là một cái mà cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta ăn muối nhiều ấy, nó bắt đầu nó giữ nước ở trong cái thành mạch, và khi nó giữ nước ở trong thành mạch nó tạo ra một cái áp lực và nó tăng cái huyết áp của chúng ta. Thứ nhất nó sẽ tăng huyết áp, cái thứ hai nữa là nó sẽ phải bắt buộc nó phải đào thải qua thận nhiều hơn, nó làm cho thận của chúng ta phải lọc nhiều hơn, nên là giảm cái lượng muối xuống. Đấy là cái đầu tiên mà bác sĩ Ngọc sẽ khuyên cho mọi người.
Ok. Tôi thấy ngược lại, khi tôi hoạt động nhiều chơi thể thao chẳng hạn thì nhịp tim tăng nhưng huyết áp lại giảm, như vậy có phải bất thường không bác sĩ? Cái này lát nữa bác sĩ Ngọc sẽ giải thích sau. Đang còn nói cái này, lát nữa bác sĩ Ngọc sẽ giải thích là tại sao khi mà chúng ta chơi thể thao một thời gian thì huyết áp nó sẽ giảm xuống. Và đấy chính là cái một trong những cái mà chúng ta cần phải làm, đó là chơi thể thao để huyết áp nó sẽ giảm xuống. Lát nữa bác sĩ Ngọc sẽ phân tích cái chỗ đấy. Thế thì bây giờ cái việc mà ít muối ấy, thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Ít muối tập chuột rút luôn bác sĩ ơi. Thì đối với những người mà thể thao thì chúng ta có thể là chúng ta bổ sung cái chất khoáng và điện giải, thì đấy là mình không nói, đó là những người mà chơi thể thao, còn những người mà bình thường hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà trừ khi mà chúng ta bị mất nước nhiều quá thôi thì chúng ta mới bị ảnh hưởng cái đấy. Còn không ấy thì hàng ngày chúng ta cái lượng muối hàng ngày chúng ta ăn uống ấy thì chúng ta nên hạ xuống. Thay vì như thế này, đó là chúng ta hàng ngày chúng ta nấu, chúng ta xào, chúng ta cho chúng ta kho đúng không này, đặc biệt là những cái món mà muối, thịt muối rồi dưa muối, cà muối. Bây giờ thì đỡ rồi, ngày xưa là cứ toàn phải cho muối thật nhiều vào để cho để được lâu đúng không nhỉ, thì nó làm cho cái hàm lượng muối ở trong đấy nó rất là cao. Bây giờ thì mọi người đã muối nó nhạt hơn rất là nhiều là ok rồi. Hay là rất là nhiều người chúng ta chấm nước chấm đúng không nhỉ. Thế thì bây giờ ấy, chúng ta bắt đầu chúng ta tạo nó thói quen dần dần. Ngày hôm nay ai ở đây chúng ta cam kết là chúng ta sẽ giảm muối ấy, bởi vì cái việc mà mọi người giảm muối ấy, nó không chỉ cho mọi người đâu, mà một người giảm muối thì cả nhà sẽ được giảm theo, bởi vì nếu như một người mà ăn mặn cái là bắt buộc cả nhà phải ăn theo. Nên là cố gắng chúng ta giảm cái lượng muối xuống hàng ngày. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang chấm chấm nước chấm đúng không nhỉ? Nhiều khi là chúng ta chấm chấm cái miếng thịt, chúng ta chấm luôn, ngập cả cái miếng thịt luôn, chấm vào cái nước chấm nước mắm của chúng ta đúng không nhỉ? Thì bây giờ chấm một chút xíu thôi, và cái cách để mà dễ dàng nhất là gì, là nếu như mà được cái cho ớt vào, cho ớt với cho tiêu vào, thì chúng ta tạo ra một cái vị giác khác ngoài cái việc mà cái vị mặn nữa, thì chúng ta có cái vị cay của ớt thì nó cũng sẽ tạo ra cái vị ngon của chúng ta. Thì mọi người có thể là cho ớt vào thì nó sẽ là giảm được cái lượng, và nhiều khi mà cho ớt vào chúng ta không dám chấm ngập tay nữa, chúng ta không dám chấm nhiều nữa, thì cái lượng muối hàng ngày nó cũng sẽ là thấp xuống. Ví dụ như là gia đình bác sĩ Ngọc ngày xưa là bố với mẹ là ở quê ấy, là cái ăn ăn lượng lượng muối rất là nhiều, nhưng mà bây giờ khi mà vào đây thì vợ nấu hàng ngày thì bây giờ là cái lượng muối bắt đầu cũng đã giảm dần giảm dần giảm dần rồi. Nhưng mà đến một cái level ấy, cái level mà cao nhất giống như vợ bác sĩ Ngọc ấy, bác sĩ Linh là vợ bác sĩ Ngọc, là ăn rau luộc không cần chấm luôn. Bây giờ là ăn rau luộc không cần chấm, mình thì vẫn phải chấm chấm một chút xíu, cho ớt cho tiêu vào trong đó thì chấm một chút xíu. Nhưng mà vợ là bây giờ là ăn mấy cái đồ đấy là không cần chấm luôn. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ giảm từng bước một, chứ không phải chúng ta giảm nhiều khi mà chúng ta giảm đột ngột thì nó sẽ cảm giác như là nó không có cái vị ngon gì cả. Đây ít muối thì em không quen, đúng rồi, mới bắt đầu ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ không quen, nhưng hãy giảm từng ít một từng ít một từng ít một, mọi người sẽ tạo ra cái thói quen dần dần, và sau đó chúng ta sẽ quen được luôn mà. Chứ bởi vì chúng ta đã có một cái thói quen ăn mặn trước rồi, bây giờ chúng ta giảm xuống, thay vì trước đây chúng ta chấm cả miếng thịt vào trong cái bát chấm chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta chấm 1 phần 3 cái miếng thịt thôi là đã có, chúng ta đã giảm rồi. Và bây giờ hàng ngày ví dụ như là chúng ta ăn hoa quả, một số những quả ngọt thì thôi chúng ta không chấm nữa. Trước giờ là chúng ta cái gì chúng ta cũng chấm muối ớt đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta giảm cái lượng đấy lại, trong cái bữa ăn hàng ngày nấu chúng ta bớt đi một chút. Thì đấy chính là cái để mà việc mà chúng ta giảm được cái lượng muối xuống. Bởi vì cái việc mà chúng ta giảm muối đấy là cái mà nó giảm cái huyết áp một cách nhanh nhất mọi người ạ. À, đặc biệt là đối với những người mà có tăng huyết áp, hãy giảm cái lượng muối xuống. Đây giống cô cũng ăn rau luộc không cần chấm. Đây là một cái level gần như cao nhất rồi, bác sĩ Ngọc vẫn chưa đạt được cái này. Tôi ăn rau luộc mà không chấm là cảm giác như nó vẫn không ngon. Nó phải có một cái gì đấy vị giác cơ. Nhưng mà vợ bác sĩ Ngọc là đến cái level đấy rồi, bây giờ ăn rau luộc, củ quả luộc các thứ là không cần chấm nữa. Hoặc là nhiều khi chấm vừng không ấy. Thì đấy cũng là một trong những cái mà nó sẽ là giảm cái lượng 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 muối hàng ngày của chúng ta. Ok ạ, ai ở đây chúng ta cam kết là sẽ giảm muối ạ? Mọi người nếu như mà chúng ta cam kết, chúng ta comment là tôi cam kết giảm muối ạ. Sau đó bác sĩ Ngọc sẽ chụp cái này lại, lần sau mà ai mà ăn nhiều muối, chúng ta sẽ nhớ lại cái ngày hôm nay để chúng ta có một cái động lực ngày hôm nay là chúng ta phải giảm cái lượng muối hàng ngày của chúng ta lại. Không phải giảm do mình cho mình đâu, mà giảm cho cả gia đình. Khi mà bố mẹ mà ăn mặn thì con cái sẽ có xu hướng là ăn mặn, bởi vì là chúng ta ăn trong một cái gia đình mà. Nên là cố gắng chúng ta sẽ phải giảm muối xuống. Thì khi mà chúng ta giảm lượng muối thì cái huyết áp chúng ta nó sẽ là giảm. Và người ta đã có nghiên cứu rồi, khi mà chúng ta giảm được cái lượng muối ăn xuống 1,5 gram mỗi ngày thì nó sẽ giảm cho chúng ta là 5 mm thủy ngân đối với cái huyết áp của chúng ta. Kể cả mọi người mà cái huyết áp của chúng ta, một người mà huyết áp cao ấy,
thì nó sẽ giảm được tầm 5 ms thủy ngân. Còn đối với một người mà không bị tăng huyết áp thì nó sẽ giảm được 3 ms thủy ngân. Tức là nếu như một người mà huyết áp mà tầm khoảng cỡ 130 chẳng hạn thì nó sẽ giảm được 3, thì nó sẽ còn xuống 127 thì cũng là một điều rất là tốt cho chúng ta rồi. Chúng ta tạo ra thói quen từ giờ thì đấy là một cái điều cực kỳ tốt. Rồi, đây cam kết mấy người cam kết chả muối đây rồi. Cam kết mà sau mà vẫn ăn nhiều cái là coi chừng này. Ngày hôm nay sau cái buổi livestream này, ngày mai, sáng ngày mai mọi người đo huyết áp lại cho bác sĩ Ngọc. Sau đó thì tầm khoảng cỡ 1 tháng sau mọi người đo lại thì bác sĩ Ngọc cam kết với mọi người là kiểu gì huyết áp nó cũng sẽ giảm. Nếu như mọi người làm được theo tất cả những cái điều mà ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người thì chắc chắn là huyết áp nó sẽ giảm được xuống. Rồi. Ok, đấy là cái đầu tiên, là cái mà chúng ta sẽ giảm muối xuống thì nó sẽ là giảm được huyết áp. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là tăng kali lên. Giảm muối, muối nó sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta, bởi vì muối nó sẽ giữ nước ở trong cái thành mạch, nhưng kali nó làm tăng đào thải muối ra bên ngoài. Từ khi mà chúng ta bổ sung nhiều kali thì nó sẽ đưa muối ra bên ngoài thông qua cái việc mà chúng ta đào thải qua thận của chúng ta. Nên là song song với cái việc mà giảm muối, mọi người ăn tăng kali lên thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giảm được cái huyết áp của mình. Những cái thực phẩm mà nhiều kali sẽ giúp cho mọi người có thể hạ được cái huyết áp. Thế thì những cái thực phẩm nào mà chứa nhiều kali ạ, mọi người có thể là comment xuống cho bác sĩ Ngọc được không ạ? Chúng ta thử comment xem là cái thực phẩm nào mà chứa nhiều kali ạ, để mà chúng ta ăn tăng cái lượng kali lên ạ. Mọi người thử comment xem là cái thực phẩm nào chứa nhiều kali để chúng ta sẽ ăn tăng cái đấy lên ạ. Tăng kali lên, giảm muối thì muối là rõ ràng rồi, những cái gì mà có muối là chúng ta loại bỏ ra. Ở trên TikTok mấy hôm nay nó bị lỗi kiểu gì mọi người không comment được. Mọi người nhớ bấm follow nhá, mọi người mình đang còn xem nhớ bấm follow cho bác sĩ Ngọc cái. Rồi, cam, nho, chuối. Rồi, rất là nhiều người đã comment rồi. Bơ, ok. Chuối. Rồi. Thế thì những cái thực phẩm mà chứa nhiều kali, đầu tiên đó là chuối. Cái quả chuối hàng ngày của chúng ta đúng không nhỉ? Chúng ta ăn, đây là một cái thực phẩm mà rất là rẻ mà cực kỳ có giá trị dinh dưỡng. Trong cái quả chuối ngoài kali nhá, nó còn nhiều các vitamin và khoáng chất khác nữa. Thế thì mọi người sẽ ăn, ví dụ như chuối nhá, thì mọi người có thể là chúng ta sẽ ăn tầm 1 cho đến 2 quả mỗi ngày đối với một người bình thường. Tuy nhiên thì cái chuối mà chuối chín ấy thì nó lại là cái hàm lượng đường ở trong đấy nó khá là cao. Nên là nếu như mà những người mà chúng ta có đường huyết mà cao ấy, những người mà tiểu đường ấy, thì chúng ta ăn tầm nửa quả cho đến 1 quả thôi, chứ không nên ăn nhiều, tầm nửa quả là được. Cái quả chuối to chúng ta ăn tầm nửa quả. Còn đối với người bình thường thì mọi người có thể là ăn tầm 1 quả hoặc 2 quả đều được, không ảnh hưởng. Nhớ là chúng ta ăn chuối vừa chín đến, không nên ăn chuối chín quá. Bởi vì khi mà chúng ta ăn chuối chín quá thì cái hàm lượng đường ở trong đấy nó rất là cao. Và khi mà cái lượng đường trong đấy nó cao ấy, thì có thể nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị tiểu đường. Tiểu đường là một cái, thứ hai nữa là có thể dẫn đến tình trạng là chúng ta dễ bị thừa cân hơn nếu như cái hàm lượng trong đấy mà cao. Làm sao biết được chuối nó chín vừa hay là mới bắt đầu chín đến? Thì cái quả chuối mà nó đang còn màu vàng là ok. Khi mà màu vàng hoặc là có những cái chấm chấm bắt đầu, một vài cái chấm chấm màu đen ấy, một ít cái chấm chấm màu đen trên cái quả chuối ấy. Nhưng mà khi mà cái chấm màu đen mà nó quá nhiều rồi ấy, thì lúc đấy là bắt đầu nó đã là chuyển sang cái chín quá rồi. Thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà ăn chuối quá chín để tránh cái hàm lượng đường ở trong đấy. Còn chuối là một cái loại thực phẩm mà nó rất là tốt, đặc biệt là đối với huyết áp của chúng ta. Mọi người có thể là chúng ta ăn mỗi ngày, chúng ta ăn một quả chuối ăn sáng, một quả chuối, một cốc sữa chua vào buổi sáng thì cực kỳ tốt cho những người mà chúng ta tăng huyết áp. Ok, đấy là cái quả đầu tiên. Cái quả thứ hai mà chúng ta có thể, cái chuối nó còn có một cái nữa là gì? Trong chuối nó chứa rất là nhiều chất xơ. Và khi mọi người ăn chuối ấy, nó làm cho mọi người tăng cái cảm giác no. Tức là mọi người ăn chuối thì có xu hướng, ăn chuối buổi sáng ấy, thì có xu hướng là buổi trưa mọi người sẽ ít ăn cơm hơn. Thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta bổ sung. Đây, tập gym ngày ăn một quả. Rồi, ok bác ơi, ok ăn chuối. Ăn chuối sống được không? Bác sĩ, chuối sống là chuối như nào ta? Chuối chín chứ, chuối sống, chuối chín, ông chưa hiểu cái này. Ok, cái quả đầu tiên là quả chuối. Nhớ là chuối là cái đầu tiên, thực phẩm mà thực sự rất là rẻ. Còn
nhiều cái mà ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều hoa quả. Thực sự bác sĩ Ngọc đi rất là nhiều nước nhưng mà nhận thấy là Việt Nam là một cái đất nước mà cái lượng hoa quả nó rất là phong phú và chúng ta ăn một cách rất là thoải mái. Nhiều khi sang Nhật mà ăn một quả vải nó có khi cả 100.000 cho một quả vải bên Nhật đấy. À, nên là chúng ta tận dụng, chúng ta có thể chúng ta ăn ở Việt Nam nhưng mà cố ăn những cái quả mà đúng mùa của nó. Cái quả thứ hai mà chứa nhiều kali đó là bơ. Đây là một cái loại quả, nó vừa chứa nhiều kali, nó vừa chứa nhiều omega, nó vừa chứa cả canxi và vitamin ở trong đấy. Nên là cái một nửa quả bơ, bơ thì mọi người chỉ cần tầm ăn tầm nửa quả bơ thôi. Nửa quả bơ nó chứa đâu đấy tầm khoảng 450mg kali rồi. Bơ thì vừa chứa nhiều kali mà lại vừa chứa ít natri, tức là cái hàm lượng muối ở trong quả bơ nó rất là thấp. Thực ra trong hoa quả như thế nó đều có natri và có kali cả mọi người nhé. Chứ không phải là quả bơ chúng ta bảo ăn có thấy mặn đâu, nhưng mà nó vẫn có, trong quả chuối nó vẫn có cả natri ở trong đấy, tức là có muối ở trong đấy nhưng hàm lượng nó cực kỳ thấp. Trong hoa quả nó đều có tất cả những cái điều đấy. Thế thì đối với quả bơ ấy thì mọi người có thể là chúng ta ăn tầm khoảng cỡ nửa quả một ngày. Đúng không? Quả bơ vừa vừa trong lòng bàn tay ấy này, chứ có những cái quả bơ mà nó dài như thế này thì là ăn tầm khoảng cỡ 1/4 quả là được, 1/3 quả là được thôi. Chứ nửa quả một cái quả bơ, bây giờ bác sĩ Ngọc hôm nay vợ mua cho cái quả bơ mà nó dài như thế này thì ăn nửa quả đấy là cũng là nhiều quá rồi. Là chúng ta ăn tầm khoảng cỡ nửa quả bơ. Nhưng mà tốt nhất là ăn cả quả, đừng có dầm sữa hay dầm đường hay là cho cái gì cả. Chúng ta ăn quả bơ như thế thôi. Ăn không quả bơ như thế, lấy thìa múc ăn hoặc là chúng ta cắt ra chúng ta ăn thì nó rất là tốt. Thì nếu như ở đây nhá, đến mùa nào chúng ta ăn quả đấy, đến mùa bơ chúng ta ăn bơ, mỗi ngày chúng ta ăn tầm nửa quả bơ rất là tốt cho sức khỏe. Có vitamin E trong đấy, omega trong đấy, bơ nó cũng sẽ là giảm cái mỡ máu của chúng ta và nó chứa kali rất là cao ở trong đấy để có thể là giúp cho chúng ta có thể là chúng ta máu, chúng ta có chuối, chúng ta có bơ, đúng không ạ? Tiếp theo của chúng ta đó là cái thứ ba, một trái chuối hoặc là nửa quả bơ, tức là cái mùa nào thì chúng ta ăn cái đấy thôi chứ không phải bơ lúc nào nó cũng có. Đến mùa bơ thì chúng ta ăn nửa quả bơ chẳng hạn, đến mùa chuối thì chúng ta ăn chuối, nhưng mà chuối thường thường nó quanh năm đúng không nhỉ? Thì chuối là cái mà dễ nhất. Tiếp theo nó là gì? Trong khoai lang và khoai tây hàm lượng kali rất là cao. Trong khoai tây hàm lượng kali nó còn cao hơn cả chuối, nên là đấy cũng là một trong những cái thực phẩm mà chúng ta lựa chọn trong cái chế độ ăn của chúng ta. Tuy nhiên thì đối với trong cái khoai lang thì ok, nhưng mà khoai tây thì hàm lượng kali nó sẽ cao hơn, nhưng mà đối với khoai tây thì nó sẽ gặp một cái vấn đề như này, đó là cái hàm lượng tinh bột ở trong gọi là trong khoai tây nó cũng cao. Nên là nếu như mà những người mà tiểu đường thì chúng ta ăn tầm khoảng cỡ một củ nhỏ thôi, chúng ta luộc lên chúng ta ăn, cái món mà khoai tây chúng ta luộc lên chúng ta nghiền chúng ta ăn thì nó rất là ngon. Chứ không phải là khoai tây chúng ta chiên, hay là khoai tây chiên xong rồi cho bơ cho muối rồi vào thì lại là không đúng. Mà ở đây là khoai, một là mọi người có thể là chúng ta ăn khoai lang hoặc là chúng ta ăn khoai tây. Khoai tây hàm lượng cái kali nó cao hơn của khoai lang của chúng ta, nhưng mà khoai tây thì hàm lượng đường nó cũng sẽ cao hơn. Nên là mọi người, nếu như mà người bình thường chúng ta ăn khoai tây thì rất là ok, ăn tầm khoảng cỡ một củ hai củ gì đấy cũng được, củ vừa vừa ấy chúng ta luộc lên chúng ta ăn. Nhưng mà một người mà có đường huyết cao, những người mà tiểu đường thì chúng ta ăn vừa thôi, có thể là ăn một củ nhỏ nhỏ thôi thì là ok, bởi vì trong đấy nó cũng có nhiều kali. Chúng ta có thể là chúng ta ăn thay vì chúng ta ăn cả củ khoai tây to, chúng ta có thể ăn nửa củ cộng với nửa quả chuối chẳng hạn, hoặc là chúng ta ăn với nửa quả bơ nữa, tức là chúng ta ăn nhiều thứ thì nó sẽ đủ cái lượng kali cho chúng ta, chứ không phải là ăn tất cả cùng lúc. Mọi người hình dung không nhỉ? Tức có thể là ăn cái này cộng với cái kia, hoặc là ăn một cái này một cái kia đều là được. Rồi, thế thì đấy chính là cái quả thứ hai, cái loại thứ ba mà chúng ta nói đến. Cái thứ tư của chúng ta nữa là gì? Đó là rau xanh. Trong cái nhóm rau xanh có rau cải và đặc biệt là cần tây. Cần tây là một cái loại mà nó cũng giúp cho chúng ta có thể giảm được cái huyết áp, nó rất là tốt. Mọi người sẽ bổ sung cái cần tây vào trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Trong rau xanh, rau cải, tất cả những cái đấy nó đều có kali ở trong đấy cả. Ok, cái đầu tiên là giảm muối. Cái thứ hai là tăng kali lên. Giảm muối thì giảm dưới 1.5 gram mỗi ngày. Một cái thìa cà phê là nó là 5 gram rồi. Nên là mọi người chỉ tầm khoảng 1/3 của thìa cà phê thôi. Một cái gói bột súp ở trong cái gói mì tôm nó cũng đâu đấy tầm khoảng 3 cho đến 5 gram rồi. Và chúng ta ăn chỉ tầm 1/3 của cái gói đấy thôi, chứ không phải là cho cả gói của cái mì tôm vào. Nó lại bị hết đi rồi. Rồi.
trong kali thì nó sẽ có nhiều ở trong chuối, trong bơ. Chúng ta có thể là ăn tầm khoảng cỡ một quả chuối mỗi ngày, ăn nửa quả bơ mỗi ngày. Chúng ta có thể là một củ khoai tây, nhưng mà nhớ là khoai tây luộc hoặc là nghiền chứ không phải là khoai tây chiên rán. Chúng ta ăn, tăng nhiều rau xanh lên, chúng ta ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là rau cần tây. Đấy là những cái mà nó sẽ giúp cho mọi người có thể là tăng được cái lượng kali trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà cái lượng kali nó sẽ tăng lên thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được huyết áp. Và khi mà cái lượng kali mà nó sẽ tăng lên như thế thì mỗi một nó có thể cái tối đa của cái việc mà chúng ta ăn tăng cái lượng kali ấy, thì cái khẩu phần mà kali hàng ngày chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 gram kali mỗi ngày. 5 gram kali, ví dụ như là một quả chuối thì nó sẽ được tầm khoảng cỡ nửa gram. Một quả chuối thì tầm nửa gram, một quả nửa quả bơ thì tầm khoảng cỡ 400 mg. Trong cái củ khoai tây nó cũng đâu đấy tầm khoảng cỡ 400 đến 500 mg, tức là khoảng, và hàng ngày chúng ta ăn rất là nhiều thứ, trong rau xanh rất là nhiều thứ, nên nó làm cho cái hàm lượng kali nó sẽ là tăng cao lên. Thì đấy chính là cái cơ chế để mà chúng ta sẽ giúp cho cái giảm được huyết áp. Hạ muối là giảm được 5 mm thủy ngân, tăng kali nó giảm được 5 mm thủy ngân nữa rồi. Và đấy là cái mà có thể nó sẽ là rất là tuyệt vời trong cái việc mà chúng ta kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta, đúng không nhỉ? Ok không, mọi người có đang hiểu không nhỉ? Tăng kali lên là áp lực tim mạch đúng không bác sĩ? Tăng kali ấy thì nó cái kali nó sẽ giúp đào thải muối ra bên ngoài. Tức là khi mà chúng ta ăn nhiều kali, cái cơ chế để đào thải muối qua thận ấy là nhờ cái kali nó đẩy cái muối ra. Nên là chúng ta giảm muối cộng với việc mà tăng kali thì hai cái đấy nó sẽ làm vừa kết hợp với nhau để mà làm hạ cái huyết áp của chúng ta. Hơn 1.000 người đang còn xem rồi. Tổng hiện tại là 1.600, 1.500, 1.800, 1.900. Gần được 2.000, mục tiêu ngày hôm nay chúng ta sẽ là có 2.000 người xem. À, chuẩn bị, chúng ta đã có hai cái rồi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 cái, 6 cái. 6 cách để chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được cái huyết áp tại nhà. Chúng ta mới nói được 2 cái rồi, chúng ta còn 4 cái nữa. Và mọi người khi mà làm được tất cả cái đấy, ngày hôm nay mọi người hãy áp dụng tất cả, mọi người đo huyết áp của ngày hôm nay cho bác sĩ Ngọc. Và 1 tháng sau chúng ta duy trì tất cả những cái điều này. Cam kết với mọi người là huyết áp của mọi người kiểu gì nó sẽ hạ xuống. Kiểu gì nó cũng hạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục của chúng ta. Trước khi tiếp tục thì bác sĩ Ngọc có một cái lời nhờ như thế này, để giúp mọi người, giúp bác sĩ Ngọc một chút. Đó là tại thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều bên ấy, người ta lấy cái hình ảnh của bác sĩ Ngọc, sau đó thì người ta cắt ghép, người ta ghép cái tiếng này tiếng kia ấy. Bởi vì nếu như mà để đúng giọng ấy thì bây giờ cái Facebook của bác sĩ Ngọc là nó đã có cái bảo hộ bản quyền rồi. Tức là người ta lấy nguyên ấy thì mình sẽ đánh bảo hộ bản quyền được. Sau đó thì người ta cứ lấy, người ta cắt từng đoạn một rồi người ta ghép. Sau đó thì người ta đăng lên. Thì mọi người nhớ ấy, thì tất cả những cái hình ảnh đấy không phải là của bác sĩ Ngọc đâu nha. Rất là nhiều người hôm trước bảo là ông này hôm nọ mới cái quảng cáo cái kem gì đấy của Nga, cái kem xóa nhăn của Nga hay là cái kem nám của Nhật gì đấy đúng không nhỉ? Và tôi thấy quảng cáo là tôi ghét rồi, nhưng mà thực tế là mình đang bị oan, bởi vì có phải bác sĩ Ngọc quảng cáo cái đấy đâu. Người ta cứ cắt ghép cái đấy, mình nhiều khi mình không thể kiểm soát hết được, rất là nhiều bên. Thế thì ở đây tất cả những cái thông tin chính thống của bác sĩ Ngọc nó chỉ có mỗi trên cái kênh mà bác sĩ Ngọc đang live stream này thôi. Trên Facebook bây giờ nó đã hơn 900.000 người rồi, có mỗi một cái kênh đấy là kênh chính thôi. Trên YouTube thì bây giờ là hơn 700.000 người, và trên TikTok là bây giờ là hơn 400.000 người. Đấy là 3 cái kênh mà bác sĩ Ngọc đang chia sẻ và truyền thông cho mọi người. Và gần như những cái kênh đấy thì rất là, mọi người sẽ gần như không bao giờ thấy bác sĩ Ngọc quay cái video để mà chạy quảng cáo để bán sản phẩm gì cả. Nhưng mà người ta cứ copy, người ta cứ lấy, xong đó người ta chạy quảng cáo, người ta bán hàng linh tinh ấy, xong đó nó làm cho mình bị tự dưng lại bị mang tiếng xấu là bác sĩ Ngọc đi bán những sản phẩm linh tinh. Thì nhờ mọi người, nếu như mà chúng ta thấy những cái video đấy thì mọi người cảnh báo một chút, hoặc nếu như mọi người thấy một cái nào đấy thì mọi người comment vào trong đấy để cho người ta biết được là đây là những cái mà lừa đảo. Bởi vì thường là người ta lấy cái video xong người ta đăng lên những cái kênh của người ta với những cái tên khác nhau. Nếu như mọi người mà thấy mà hình ảnh bác sĩ Ngọc mà trên một cái kênh khác không phải là cái kênh Dr. Ngọc thì đấy chắc chắn là không đúng rồi. Thì nhờ mọi người đấy là chúng ta giúp cho bác sĩ Ngọc cái để tránh trường hợp là những cái đối tượng xấu nó cứ lạm dụng, xong đó thì nó lừa đảo rất là nhiều người. Đợt đầu thì có một loạt những người là bị lừa về cái sản phẩm dạ dày, sau đó thì một cái sản phẩm gì đấy của Nga, Ino gì đấy, xóa nhăn của Nga, rồi một cái sản phẩm gì đấy điều trị nám của Nhật. Rất là nhiều những sản phẩm như thế. Hiện tại là mình đang làm việc với luật sư và làm vi bằng tất cả những cái bằng chứng đấy
để đưa ra nhờ luật pháp để mà giải quyết cái đấy. Tuy nhiên thì nó rất là nhiều, nên là tiện thể những cái livestream này thì nhờ mọi người để chúng ta biết được, để chúng ta cảnh báo, chứ không phải là mọi người thấy một cái sản phẩm trong đó thì bảo ông này ông bán những sản phẩm linh tinh như thế này là không đúng. Mọi người hình dung như thế, tất cả những cái sản phẩm hay những cái điều mà tư vấn nó chỉ trên kênh của Dr. Ngọc thôi, tất cả những kênh tên khác mọi người lưu ý nó đều là không phải. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta đi được hai cái rồi đúng không nhỉ? Chúng ta bắt đầu chúng ta đi đến cái thứ ba. Chúng ta nhớ là cái đầu tiên là gì? Nó liên quan đến muối, nó liên quan cái áp lực của cái thành mạch của chúng ta đúng không nhỉ? Cái muối nó làm cho cái lượng nước ở trong thành mạch nó tăng cao lên, và cái natri nó giảm cái lượng nước ở trong thành mạch chúng ta. Thì hai cái đấy nó giúp cho chúng ta giảm được cái mỡ máu. Và bây giờ chúng ta có nhớ là lúc nãy những cái gì mà nó làm cho cái huyết áp nó tăng lên không nhỉ? Đầu tiên là cái cung lượng tim hay là cái lượng dịch ở trong lòng mạch là một. Cái thứ hai có phải là liên quan đến cái nhịp tim không nhỉ? Nhịp tim mà khi mà cái nhịp tim mà nó sẽ tăng cao lên thì có phải là nó làm cho huyết áp nó sẽ tăng lên đúng không nhỉ? Và đấy chính là cái cơ chế để mà chúng ta tác động vào cái vấn đề tim của chúng ta để giúp cho cái việc mà hạ huyết áp. Thế thì cái tim ấy, lúc nãy có một bác có hỏi đó là tại sao bác sĩ Ngọc bảo là nhịp tim tăng thì huyết áp nó bị tăng lên, thì nhưng mà tôi tập thể dục thì khi mà nhịp tim tăng thì huyết áp nó sẽ là giảm xuống. Thực tế nó lại là như thế này, đó là khi mọi người tập thể dục thì ngay lập tức sau khi mọi người vừa tập xong thì nhịp tim nó tăng lên, và lúc đấy mọi người đo huyết áp thì cái huyết áp lúc đấy nó sẽ tăng lên, kiểu gì nó cũng tăng bởi vì nhịp tim nó sẽ tăng. Nhưng sau khi tập thể dục một thời gian, nó làm cho trái tim của chúng ta nó khỏe mạnh lên, và khi mà trái tim nó khỏe mạnh lên ấy, thì nhịp tim lúc nghỉ của mọi người nó sẽ được hạ xuống. Ví dụ như một người mà không bao giờ tập thể dục thì cái nhịp tim có thể rơi vào tầm khoảng cỡ 70 nhịp, 70 đến 80 nhịp trên phút. Nhưng một người mà vận động viên, một người mà tập thể dục, một người mà chạy bộ hàng ngày, nhịp tim lúc nghỉ nó có thể chỉ tầm khoảng cỡ 45 cho đến 50 nhịp trên một phút thôi. Và chính cái việc mà nhịp tim mà sau khi mà chúng ta tập thể dục mà chúng ta nghỉ ấy, ở đây người ta tính cái vấn đề huyết áp là đo huyết áp khi mà tim nghỉ, chứ không phải là chúng ta tập thể dục xong cái thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng nhịp tim lên. Nên cái tiếp theo, cái vấn đề thứ ba của chúng ta, đó là chúng ta sẽ phải cần tập thể dục để làm cho cái trái tim của chúng ta khỏe lên. Mọi người theo dõi cái nhịp tim của chúng ta trước khi mà chúng ta tập thể dục, và sau một tháng chúng ta tập thể dục, tập thể dục ở đây có thể là chúng ta đi bộ nhanh hoặc là chúng ta chạy bộ, mọi người sẽ thấy kiểu gì nhịp tim của mọi người cũng sẽ là giảm xuống. Ví dụ như bác sĩ Ngọc có cái đồng hồ này thì lúc mà đeo vào ấy thì nó sẽ thông báo cho mình là cái nhịp tim. Và bình thường ví dụ như bây giờ thì chắc chắn là nhịp tim cao luôn ạ. Kiểu gì bây giờ nhịp tim cao, nói với cái cường độ như thế này thì chắc chắn là nhịp tim nó sẽ tăng lên. Nhưng mà sau đó khi mà mình tập thể dục nhiều ấy, bình thường cái nhịp tim của bác sĩ Ngọc lúc nghỉ ngơi nó đâu đấy tầm khoảng 50. Bây giờ là hiện tại bây giờ là nhịp tim đang còn là 83 nhịp trên phút, bởi vì nói như này thì kiểu gì nhịp cũng tăng lên. Nhưng mà khi mà nó ổn định thì nó rơi xuống tầm khoảng dưới 60. Thì nếu như mà mọi người mà đưa cái nhịp tim mà xuống được dưới 60 thì làm điều rất là tốt của chúng ta. Rồi, uống miếng nước cái đã cho nhịp tim nó hạ xuống. Mọi người nhiều khi ngồi mà nghe như thế này mà tập trung nghe xong nhịp tim nó tăng lên. 1900 người đang còn xem. Hiện tại 1900 người. 100 người nữa cho chúng ta được tròn con số là 2000 đúng không ạ? Nhờ mỗi người chúng ta đang còn xem cái livestream này giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ cái cho nó đạt được 2000. Mục tiêu ngày hôm nay là chúng ta sẽ có 2000 người xem cái livestream này. Để 2000 người chúng ta biết được cái vấn đề huyết áp của mình, để chúng ta có thể là chúng ta sẽ kiểm soát cái huyết áp của mình. Mà ở đây nha, không có chúng ta không dùng thuốc, không có một cái gì cả nha. Chỉ là thay đổi cái lối sống, mà những cái này mọi người có thể chúng ta tự làm tại nhà được. Chúng ta có thể là copy cái đường link này để gửi cho bố mẹ của mình hoặc là cô dì chú bác, những ai mà chúng ta đang có bệnh lý người tăng huyết áp, để những người đấy người ta sẽ xem. Rồi, thế thì cái vấn đề liên quan đến cái tập thể dục ấy, khi mà chúng ta tập thể dục thì nó làm cho nhịp tim của chúng ta tăng lên lúc đấy, nhưng mà khi nghỉ ngơi thì nhịp tim nó sẽ là hạ xuống. Bởi vì cái tập thể dục nó giống như chúng ta tập gym, tập thể hình thì cơ nó to đúng không nhỉ? Cơ nó khỏe thì khi mà chúng ta tập thì cơ tim nó cũng sẽ khỏe. Và khi mà cơ tim nó khỏe thì mỗi một nhát bóp thì nó có thể nó đẩy được cái lượng máu nhiều hơn so với một cái người mà tim yếu, thì chúng ta phải bóp rất là nhiều lần thì nó mới đẩy được. Và bởi vì thế mà đối với những người mà tập thể dục thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được huyết áp. Và khi mà chúng ta tập thể dục ấy thì nó có thể giảm được từ 4 cho đến 5 mm thủy ngân đối với cái việc mà chúng ta tập thể dục. Cứ tập thể dục và cái việc mà chúng ta giảm muối nó sẽ tương đương nhau. Tuy nhiên thì bài tập nào được đánh giá là tốt nhất đối với cái việc mà hạ huyết áp của chúng ta? Trong các bài tập thì những cái bài tập mà chúng ta gọi là cardio, tức là bài tập cho tim mạch, thì được đánh giá là tốt nhất cho những người mà bệnh tăng huyết áp.
Thế thì những cái bài tập cardio ở đây nó sẽ là bao gồm những bài tập nào? Tốt nhất ở đây chúng ta có thể là nhảy dây, chạy bộ hoặc là đi bộ nhanh. Có một cái nghiên cứu như thế này, đó là rất là nhiều người, nếu như mọi người mà trẻ chúng ta chạy bộ thì rất là tuyệt vời, nhưng nếu như mà chúng ta có tuổi rồi chúng ta không chạy bộ được thì hãy đi bộ nhanh. Bởi vì người ta thấy là một cái nhóm người đi bộ nhanh và một cái nhóm người chạy bộ ấy, thì hai cái nhóm người đấy thì cái huyết áp nó sẽ giảm được tương đương nhau, nhưng mà đi bộ chậm thì cái mức độ nó giảm nó ít hơn. Nên là cái việc mà đi bộ ở đây, cái dễ nhất là gì, là chúng ta sẽ chạy bộ hoặc là đi bộ nhanh. Mỗi một ngày chúng ta tầm khoảng 30 cho đến 60 phút. Hoặc là chúng ta sẽ có cái đếm bước chân. Một ngày chúng ta tầm khoảng 10.000 bước chân. 10.000 bước chân khi mà chúng ta đi bộ hàng ngày hoặc là chúng ta chạy bộ. Thì chúng ta có thể là chạy bộ hoặc đi bộ nhanh tầm khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng mỗi ngày. Một tuần chúng ta tập tầm khoảng 5 cho đến 7 buổi. Thì khi mà mọi người làm được cái điều đấy thì huyết áp của mọi người cũng sẽ là giảm được xuống. Ai ở đây đang chạy bộ, mọi người có thể comment xuống ạ. Ai ở đây đang chạy bộ hàng ngày ạ, hay là đi bộ hàng ngày, hay là tập thể dục hàng ngày ạ? Còn nếu như mà mọi người mà chưa tập thể dục, chưa đi bộ thì hãy cam kết từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tập thể dục hàng ngày. Ok không ạ? Mọi người bấm vào đây là tôi cam kết là tập thể dục hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta xem ở đây để chúng ta biết được kiến thức, nhưng chúng ta phải hành động thì nó mới ra kết quả. Chứ chúng ta biết là phải làm cái điều đấy nhưng mà chúng ta không hành động thì nó cũng sẽ không giải quyết được cái điều gì cả. Và nếu như mà chúng ta biết mà chúng ta không làm thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cho chúng ta cả. Rồi, em mới chạy 10 km mà pay 5 xong. Úi giời, thế thì kinh quá rồi. 10 km mà pay 5 là hơi bị kinh ấy. Cái lần mà mình chạy mắc nhất là 10 km là pay 6. Pay 6 tức là 6 phút một cây. 10 cây là chạy trong vòng 1 tiếng. Bạn này bạn chạy 5 phút một cây thì bạn nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, tôi đi bộ. Đi bộ thì mình cố gắng đi bộ nhanh lên một chút. Từ khi mà mình đi bộ nhanh thì nhịp tim nó mới lên. Đi bộ mà theo kiểu thong thả thì nhịp tim nó không lên thì cái hiệu quả nó không đạt được. Chúng ta có thể chúng ta đi bộ nhanh lên một chút. Ở đây chúng ta sẽ có một người là tôi tập yoga, tập gym thì sao? Tức là chúng ta tập tạ. Thì nó cũng cho thấy là nếu như mà chúng ta tập tạ, nó vẫn có tác dụng đối với cái việc mà chúng ta hạ huyết áp. Tập tạ, mọi người có thể là tập cái tạ tay của chúng ta. Tập gym, tập tạ tay. Tuy nhiên cái mức độ hạ huyết áp của tập tạ nó sẽ thấp hơn so với chúng ta đi bộ nhanh hoặc là chạy bộ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta tập được cả hai thì càng tốt. Còn nếu mà để mà đánh giá cái phương pháp mà hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ là cái việc mà những cái bài tập cardio, đó là chúng ta chạy bộ hoặc đi bộ nhanh, hoặc chúng ta có thể là chúng ta nhảy dây. Thì đấy chính là những cái bài mà nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm được huyết áp tốt nhất của chúng ta. Ok chưa nhỉ? Ok, nếu như mà ai mà chúng ta chưa tập thì chúng ta cam kết là chúng ta phải tập thể dục nhé. 6 với 3 là 9. 2.000 người xem rồi. Đạt được mục tiêu rồi. Hiện tại là trên Facebook là 1.100, trên YouTube là 600 và trên TikTok là 300. Mọi người đang còn xem trên TikTok thì cho bác sĩ ra Ngọc một cái lượt like nhá, thả tim cái. Để mai cài đặt lại cái. Mọi người trên TikTok thì đang không comment được. Nó đang bị lỗi ở chỗ nào đấy, nó không biết chiều nay mà nghịch mà chưa biết nằm chỗ nào. Với lại là mọi người, cái nội dung ngày hôm nay ấy, nhiều khi là sau một thời gian mọi người lại quên mất. Tức là bác sĩ Ngọc chia sẻ như thế này ấy, sau một thời gian xong đó thì mọi người quên mất và mọi người bỏ bẵng đi. Cái việc mà chúng ta thay đổi lối sống đó phải là hàng ngày. Hàng ngày chúng ta sẽ phải làm những cái điều này hàng ngày thì nó mới giải quyết được chúng ta. Chứ không phải là chúng ta tập thể dục một buổi mà nó sẽ giảm được huyết áp của chúng ta. Nó sẽ phải là tháng này qua tháng khác thì nó mới thay đổi được. Nhưng đấy là những cái điều mà thay vì chúng ta uống thuốc hàng ngày thì chúng ta tập thể dục hàng ngày thì phải là tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta giảm muối hàng ngày, chúng ta tập thể dục hàng ngày, chúng ta ăn nhiều kali hàng ngày thì đấy là những cái điều mà nó sẽ tốt hơn so với việc mà chúng ta uống thuốc hàng ngày. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta bị quên đi mất. Ngày hôm nay chúng ta nghe được cái livestream này chúng ta nhớ, nhưng mà có thể là một tháng sau mọi người chả nhớ gì nữa cả. Nên là mọi người lưu cái video này lại, lưu cái livestream này lại, bởi vì nhiều khi là chúng ta tìm lại trên kênh bác sĩ Ngọc là không thấy đâu. Mọi người có thể là chia sẻ lên cái trang cá nhân của mình để chúng ta lưu lại ở đấy, lần sau chúng ta tìm cho dễ, hoặc là có thể là gửi cái link này cho một người nhà nào đấy của chúng ta. Chúng ta lưu lại trong cái Zalo của mình, hoặc là chúng ta gửi cho một ai đấy mà có cái bệnh lý về huyết áp và lần sau chúng ta muốn tìm lại, chúng ta nhớ là ngày xưa mình đã gửi cho người này rồi. Chúng ta tìm lại cái nó sẽ ra được cái video này để chúng ta xem lại. Cố gắng là 1-2 tuần mọi người xem lại cái video này một lần để nó tạo ra cái động lực để chúng ta tiếp tục chúng ta làm theo những cái điều này thì nó sẽ hạ được huyết áp của mọi người. Mọi người nhớ ngày hôm nay chúng ta có, hiện tại là chúng ta có đang 2.000 người đang còn xem trên cái livestream này, và 2.000 người này
Nếu như mà một tháng sau mọi người vẫn xem cái livestream của bác sĩ Ngọc, mọi người hãy comment lại cho bác sĩ Ngọc là cái huyết áp của mọi người nó đã giảm được bao nhiêu. Bởi vì tất cả những cái điều ngày hôm nay nó đều có cơ sở khoa học, nó đã được chứng minh là nó giảm được huyết áp, và chúng ta cần phải làm theo tất cả những điều này. Và khi mà chúng ta làm được điều này rồi thì chúng ta không cần phải uống thuốc nữa. Ok. Thì đấy là cái mà chúng ta liên quan cái nhịp tim. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải tập thể dục. Tập thể dục thì những cái bài tập cardio như là đi bộ nhanh, chúng ta có thể là chạy bộ, tập tạ, đấy là những cái mà chúng ta có thể là giảm được cái nhịp tim của chúng ta. Cái thứ hai nữa, làm sao để giảm nhịp tim tiếp theo ạ? Mọi người có biết có một cái cách nào nữa để giảm nhịp tim không ạ? Thiền là một trong những cách mà giúp cho chúng ta giảm được nhịp tim. Mọi người nếu như mà chúng ta biết cách thiền thì ok, tập yoga cũng là một cái dạng thiền, nó cũng là một cái loại. À, chúng ta có thể là chúng ta tập, chúng ta ngồi thiền hoặc là hít sâu thở đều. Ngay ngày mai mọi người thử làm cho bác sĩ Ngọc một cái test như thế này, là mọi người sẽ biết được ngay lập tức. Đó là chúng ta đo huyết áp. Sáng ngày mai chúng ta đo huyết áp lần 1. Lần 1 thì thường nó sẽ cao hơn rồi, chúng ta bỏ qua lần 1. Chúng ta đo huyết áp lần 1, sau đó chúng ta đo huyết áp lần 2 cách nhau 1 phút. Sau khi mà chúng ta đo huyết áp lần 2, chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta hít sâu. Hít vào thật sâu, nín thở, sau đó thở ra. Làm như thế tầm 30 giây cho đến 1 phút. Sau đó thì mới bắt đầu đo huyết áp lần 3. Chắc chắn cái lần 3 nó sẽ hạ so với lần 2. Và sau đó thì ngày hôm sau chúng ta test. Ngày mai chúng ta thử. Ngày mai là gì? Đó là, tức là chúng ta sẽ so sánh giữa 2 ngày. Một ngày là chúng ta đo huyết áp giữa 2 lần và không làm gì cả. Tức là chúng ta đo lần 1 xong, chúng ta đo lần 2, chúng ta không có một cái làm gì cả. Đo lần 1 xong, chúng ta chuyển sang lần 2. Và một ngày hôm sau nữa chúng ta đo huyết áp lần 1. Xong đó chúng ta ngồi, chúng ta hít sâu, chúng ta thở đều ra. Hít sâu, thở đều, hít vào, nín thở, xong đó thở ra, mỗi một nhịp như thế tầm khoảng cỡ 5 cho đến 6 giây. Và làm tầm khoảng cỡ 5 cho đến 6 nhịp như thế, tức là tầm khoảng cỡ 30 giây. Rồi chúng ta đo lại huyết áp, chắc chắn huyết áp nó sẽ lại giảm xuống. Bởi vì lúc đấy nhịp tim của mọi người sẽ được giảm xuống. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thiền cũng được, mà chúng ta tập, chúng ta hít sâu thở đều cũng được. Đây nha, bác sĩ Ngọc sẽ cho mọi người xem cái nhịp tim, nó sẽ so sánh. Nếu như mà ai có đồng hồ đo nhịp tim, mọi người sẽ nhìn phát biết luôn, nhìn bác sĩ Ngọc để mà so sánh. Hiện tại là nhịp tim là đang 81 nhịp trên phút ở trên cái đồng hồ, 81 nhịp trên phút. Làm được tầm khoảng cỡ 30 giây như thế. Bắt đầu giảm xuống còn 70. Nhịp trên phút. Mới có hít thở có mấy cái, nhịp tim hiện tại là còn 72. Thế thì đấy chính là cái lý do mà khi mà chúng ta hít sâu, chúng ta thở đều thì cái nhịp tim nó sẽ là hạ xuống. Và khi mà cái nhịp tim của chúng ta hạ xuống thì huyết áp của chúng ta cũng hạ theo. Và đây chính là cách để mà xử lý đối với những cái trường hợp mà khẩn cấp. Những cái khẩn cấp chẳng hạn như khi mà chúng ta đi ra ngoài chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang ở nhà như này mà chúng ta bị tăng huyết áp. Nhiều người chúng ta tăng huyết áp và chúng ta thấy là hoa mắt chóng mặt, đúng không nhỉ? Khi mà cái cơn huyết áp nó tăng lên cái chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, chúng ta cảm thấy là hoa mắt chóng mặt, thì ngay lập tức ngồi xuống, hít sâu thở đều tầm khoảng 30 giây cho đến 1 phút cho bác sĩ Ngọc, tầm 1 phút. Kiểu gì nhịp tim nó sẽ hạ xuống và chúng ta sẽ giảm được cái đấy. Đấy là cái mà nó sẽ là giảm nhịp tim cho chúng ta. Hít sâu thở đều tầm 30 giây cho đến 1 phút. Nhớ làm những cái điều như thế. Mọi người có thể là chúng ta tập những cái bài tập này vào buổi sáng, hãy dành ra tầm khoảng 5 phút. Đây là cái mà nó sẽ là giảm huyết áp ngay lập tức cho mọi người. Chỉ cần 30 giây sau là huyết áp nó đã được giảm ngay lập tức. Nếu như mà chúng ta làm cái điều đấy, khi mà chúng ta đi ra ngoài ở đâu đấy, chúng ta đang ở công ty, chúng ta đi chơi, hay là chúng ta đang ở ngoài công viên hoặc ở bất kể nơi nào đấy, mà chúng ta cảm thấy là chúng ta bị mệt mỏi khi mà huyết áp nó tăng lên, hãy ngồi xuống, ngồi thư giãn xuống, hít thật sâu, thở ra từ từ và làm lặp đi lặp lại. Mỗi một hít sâu, nín thở, thở ra từ từ và làm lặp đi lặp lại như thế tầm khoảng 1 phút thì kiểu gì huyết áp của mọi người cũng sẽ là giảm xuống ngay lúc đấy cho chúng ta. Đấy là cái đầu tiên. Cái tiếp theo nữa của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể là hạ huyết áp, đó là nó có một số những cái vị trí mà bấm huyệt để giúp cho chúng ta có thể là chúng ta hạ được huyết áp của mình. Mọi người có thể là giơ cái tay lên của chúng ta không ạ?
giơ cái tay lên, hướng cái mu bàn tay lên trước mặt mình nhé. Và cái vị trí bấm huyệt nó có thể giúp cho chúng ta hạ huyết áp, đó là cái huyệt hợp cốc. Đây là một trong những cái phương pháp mà đông y người ta sẽ áp dụng. Cái huyệt hợp cốc nó nằm ở đâu ạ? Đó là chúng ta sẽ có cái ngón cái này nó đi xuống đây này, và cái ngón trỏ này đi xuống đây này, và hai cái khớp xương này nó sẽ gặp nhau ở cái chỗ này này, và nó nằm ở cái hõm này, chính là cái huyệt hợp cốc của chúng ta. Và chúng ta bấm vào trong này, một là chúng ta bấm chúng ta giữ, hoặc là chúng ta có thể chúng ta day. Thì khi mọi người bấm vào như thế này, Happy nói, khi mà chúng ta bấm vào chúng ta day như thế này ấy, thì nó sẽ làm giảm cái huyết áp của chúng ta. Chờ bác sĩ Ngọc một tí, lúc nãy nó bị sập nguồn, nó bị hết pin mất rồi. Hết pin mất một bên. Chờ chút nha, chờ chút. Mọi người biết xác định cái vị trí chưa? Cái huyệt hợp cấp đây ạ, ở vị trí này ạ. Nó sẽ chúng ta ấn vào đây và chúng ta day ạ. Mọi người chờ bác sĩ Ngọc một chút, nó đang bị tự dưng nó bị sập nguồn, phải mở live stream lại thôi. Rồi đang live stream thì nó bị sập nguồn, không sao, mọi người sẽ vào lại một chút. Ok. Tiếp theo, chúng ta có mấy cái rồi nhỉ? Chúng ta có cái đầu tiên là giảm kali, giảm natri, giảm muối. Cái thứ hai là chúng ta tăng kali, và cái thứ ba đó là chúng ta giảm cái nhịp tim thông qua cái việc mà chúng ta tập thể dục. Tập thể dục thì có những cái bài tập cardio là cái bài tập mà tốt nhất trong cái việc mà giảm huyết áp. Chúng ta có thể chúng ta sẽ có những cái bài tập mà hít sâu thở đều thì nó sẽ hạ được cái nhịp tim và hạ được huyết áp của chúng ta. Và chúng ta sẽ có những cái bài mà tập bấm huyệt, cái vị trí huyệt của chúng ta, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là hạ được huyết áp của mình. Thì đây là cái vị trí huyệt này là cái vị trí mà dễ nhất. Nó sẽ có rất là nhiều các vị trí huyệt nữa, nó sẽ có thêm một cái vị trí ở đây nữa mà chúng ta có thể chúng ta day. Đó là mọi người sẽ tính từ cái khớp này này, cái này chúng ta đặt cái thoát ngón tay này. Chúng ta đặt đây một cái, hai cái, thì ở vị trí thứ ba chính là cái huyệt này, chúng ta có thể là day ở đây. Thì đây chính là những cái nơi mà nó có thể là giúp cho chúng ta. Bác sĩ live stream lại đi nhé. Đang bật lại rồi, đang bật lại trên Facebook rồi. Lúc này nó bị sầm nguồn mất. Thì đây là cái mà chúng ta có thể chúng ta day cho nó hạ được cái huyết áp của chúng ta. Thì đấy là cái mà cái phương pháp để mà chúng ta có thể là chúng ta giảm được cái huyết áp của mình thông qua cái việc mà giảm cái nhịp tim. Chúng ta có ba cái rồi không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái thứ tư. Đúng ba cái cho ta. Rồi, cái thứ tư để giúp cho chúng ta có thể giảm được huyết áp của chúng ta là gì? Giảm cân đối với những người thừa cân. Khi mà chúng ta thừa cân béo phì thì có phải là cái lượng mỡ ở trong cơ thể chúng ta nó lớn không nhỉ? Và cái lượng mỡ thì cái thể tích dịch ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ là lớn, và đấy chính là một trong những cái cơ chế để nó sẽ gây ra cái việc mà tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là khi mà cái lượng mỡ mà nó nhiều ấy thì nó tác động lên đối với thận của chúng ta. Mỡ nó bao quanh thận, khi mà chúng ta mổ gà mổ lợn mọi người thấy là cái lượng mỡ nó bao quanh cái nội tạng đúng không nhỉ? Thế thì một người khi mà thừa cân béo phì ấy thì cái lượng mỡ nó cũng sẽ là bao quanh những cái nội tạng của chúng ta. Và trong đó thì có cái việc mà nó sẽ bao quanh thận và nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan đến cái đào thải của cái natri. Thì nó cũng sẽ làm tăng cái khả năng giữ nước ở trong cơ thể chúng ta và dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị tăng huyết áp. Nên là đối với những người mà thừa cân thì hãy giảm cân. Mỗi 1 kg cân nặng được giảm nó có thể giảm cho chúng ta 1 mm thủy ngân đối với cái huyết áp của chúng ta. Đấy là cái mà chúng ta sẽ áp dụng được. Thì ở đây cái việc mà giảm cân thì chắc là bác sĩ Ngọc sẽ phải làm một cái buổi chuyên sâu về giảm cân. Ngày hôm nay thì không thể nói đủ được, bởi vì giảm cân nó phải mất tầm 1 tiếng đồng hồ như thế này. 1 tiếng không đủ, nó phải nhiều hơn thì chúng ta mới biết cách để mà chúng ta có thể chúng ta giảm cân được. Cái nhịp tim mà tốt nhất chúng ta sẽ duy trì nó là dưới 80 nhịp trên phút. Ở đây có một người hỏi là nhịp tim là duy trì được tầm bao nhiêu. Thì dưới 80 nhịp trên phút là ok.
nó sẽ rơi vào, thường bình thường nó sẽ rơi tầm khoảng cỡ 60 cho đến 80 nhịp, nhưng mà những người mà tập thể dục thể thao có thể nó hạ xuống tầm 50. Thì những người mà tập thể thao ấy mà hạ xuống 50 thì là bình thường, còn một người khỏe mạnh mà một người bình thường không tập thể dục thể thao ấy, mà tự dưng nó hạ thấp xuống quá ấy, thì có thể là cái nhịp tim thấp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cái áp lực máu nó sẽ đi lên não của chúng ta. Rồi, chúng ta tiếp tục cái thứ tư của chúng ta là giảm cân. Cái này thì mọi người sẽ lưu ý ở đây, chúng ta ở đây mọi người có tính được cái chỉ số BMI của mọi người không nhỉ? BMI chính là lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Và mọi người sẽ tính được cái BMI của chúng ta, và nếu như mà cái BMI của chúng ta mà trên 23 thì chúng ta cần phải giảm cân, chúng ta đưa cái cân nặng của chúng ta hạ xuống. Thì đấy là đối với cái việc mà chúng ta kiểm soát cái cân nặng của mình thông qua cái chỉ số mà BMI. Cân nặng thì có lẽ là bác sĩ Ngọc sẽ nói vào một cái buổi sau đi. Buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào 6 cái trong cái việc mà chúng ta hạ được huyết áp. Rồi, sau cái cân nặng rồi, chúng ta sẽ còn thêm một cái nữa. Cái thứ năm của chúng ta đó là giảm cồn, giảm đồ uống có cồn, hay là chúng ta gọi là kiêng bia rượu. Cái việc mà bia rượu nó sẽ là làm tăng cái huyết áp của chúng ta. Thực ra nếu như mọi người mà uống rượu mà đúng cách thì là ok, và có những cái nghiên cứu người ta cho thấy là khi mà chúng ta biết cách đúng uống rượu thì nó có thể làm giảm huyết áp của chúng ta. Nhưng mà đối với một người mà đang tăng huyết áp ấy, thì nếu như mọi người kiêng được thì càng tốt. Thế thì uống đúng ở đây là gì? Đó là trong tất cả những cái loại mà rượu bia để mà có thể hạ được huyết áp thì nó chỉ có mỗi rượu vang thôi. Rượu vang thì người ta thấy là nó được chiết xuất từ cái vỏ nho ấy, thì trong cái vỏ cái quả nho ấy, trong cái vỏ quả nho nó có cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Thì trong cái rượu vang nó có khả năng giúp được cho chúng ta có thể là hạ được huyết áp, nhưng với điều kiện là cái liều lượng của nó. Liều lượng ở đây ấy, thì mỗi một ngày chúng ta không được uống tối đa, tức là chúng ta uống tối đa là một đơn vị cồn. Một đơn vị cồn thì nó sẽ tương đương với một cái ly rượu vang tầm khoảng cỡ 110ml. Ở khoảng cái đáy này mọi người sẽ thấy là khi mà chúng ta rót rượu vang, người thường hay rót ở dưới đáy của cái ly đúng không nhỉ? Thì tầm khoảng cỡ 110ml là rượu vang tầm khoảng cỡ 14-15 độ. Đấy là cái mà cái một đơn vị cồn mà đủ cái đúng để mà đảm bảo sức khỏe của chúng ta. Đối với rượu nặng của chúng ta ấy, chúng ta gọi là quốc lủi, hay là chúng ta rượu nút lá chuối, hay là chúng ta những cái rượu nặng ấy, thì chúng ta chỉ uống tầm khoảng cỡ một cái chén mắt trâu ấy, cái chén mà chúng ta cạnh cục nhau ấy, thì chúng ta chỉ một chén đấy thôi là một đơn vị cồn. Hoặc là đối với bia ấy, thì nó là tương đương với một lon bia 333, tức một cái lon bia tầm 330ml, thì với cái nồng độ cồn tầm khoảng 4 đến 5 độ thì đấy là một cái đơn vị cồn của chúng ta. Thì một ngày chúng ta không uống quá một đơn vị cồn. Không biết ở đây có ai uống nhiều hơn một đơn vị cồn hay không. Thực ra thỉnh thoảng bác sĩ Ngọc mà những cái lúc mà đi nhậu lâu lâu gặp anh em bạn bè ấy, thì kiểu gì cũng uống quá. Nhưng mà nếu như mà chúng ta duy trì được cái ngưỡng mà đơn vị cồn của chúng ta ấy, thì đấy là cái mà nó sẽ kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta. Nếu như mà chúng ta uống nhiều thì nó sẽ làm tăng huyết áp. Khi mà chúng ta giảm rượu xuống thì nó sẽ giảm cho chúng ta tầm khoảng 4 mm thủy ngân đối với huyết áp của chúng ta. Trong cái để giảm huyết áp, chúng ta sẽ thấy là tăng kali này, hạ natri, hạ muối này, và tập thể dục đối với cái bài tập cardio là được hạ nhiều nhất huyết áp. Những cái bài tập mà tập gym hay là chúng ta giảm cồn thì cái mức hạ nó sẽ thấp hơn so với những cái kia. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ lưu ý trong những 5 cái đúng không nhỉ? Chúng ta được 5 cái rồi để mà hạ được huyết áp của chúng ta. Rồi, cái cuối cùng đó là chế độ ăn. 5 cái, bác sĩ Ngọc nhắc lại một lần nữa để chúng ta sẽ nhớ. Thứ nhất, đó là giảm muối dưới 1,5mg mỗi ngày đối với người mà đã tăng huyết áp. Còn đối với người bình thường có thể chúng ta giảm tầm khoảng 3-5g. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là tăng kali thông qua những cái thực phẩm như chuối, bơ, rau xanh, khoai tây. Đấy là những cái mà chứa nhiều kali. Cái thứ ba của chúng ta là giảm cái nhịp tim thông qua cái việc mà chúng ta luyện tập thể dục, đặc biệt những bài tập cardio. Chúng ta hít sâu thở đều, chúng ta bấm những cái huyệt dây ở những vị trí huyệt của chúng ta. Đấy là cái mà chúng ta sẽ làm giảm cái nhịp tim để mà hạ được huyết áp. Tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Đó là cái thứ tư của chúng ta, đó là giảm cân, đưa cái chỉ số BMI của chúng ta về dưới 23. Và cái thứ năm của chúng ta đó là giảm lượng cồn, giảm rượu, giảm bia, và chúng ta sẽ đưa xuống cái ngưỡng là một đơn vị cồn mỗi ngày. Dưới một đơn vị cồn mỗi ngày thì là ok. Và cái cuối cùng đó là cái thay đổi cái lối sống, cái chế độ ăn. Và người ta có hẳn một cái nghiên cứu luôn, có một cái nghiên cứu về cái chế độ ăn được đánh giá là tốt nhất cho cái bệnh lý về tăng huyết áp,
mọi người có biết là cái chế độ ăn gì không ạ? Mọi người thử comment xem cái chế độ ăn nào giúp cho hạ huyết áp tốt nhất ạ. Mọi người thử comment xuống đi ạ. Đoán xem nó là cái chế độ ăn nào. Chưa thấy ai comment cả. Đấy là cái chế độ ăn DAT. DAT viết của từ, đúng rồi, có một người đã comment chữ DAT rồi. D-A-S-K. À, D-A-S-H chứ không phải D-A-S-K. Viết sai chữ K sau cùng. Chế độ ăn DAT không phải là ăn chay, không phải là ăn ngũ cốc. Ngũ cốc nó là một phần của cái chế độ ăn. Nó có một cái chế độ ăn nó gọi là chế độ ăn DAT. Đây là chế độ ăn mà đã được chứng minh là có khả là giảm được cái huyết áp của chúng ta. Và chúng ta ăn theo cái chế độ ăn này. Thế thì chế độ ăn DAT nó sẽ có những cái gì ở trong cái chế độ ăn DAT này? Mọi người mà chưa follow thì nhớ bấm vào cái nút follow nha. Bác sĩ Ngọc sẽ làm cái chương trình này liên tục hàng ngày. À, dự kiến trong vòng tầm khoảng 20 ngày tới thì sẽ live stream liên tục để có thể giải quyết tất cả vấn đề cho mọi người. Huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, gan, gút, tất cả những cái bệnh đấy sẽ là từng buổi một, từng chương trình một. Cái huyết áp là cái đầu tiên, xong đó thì chúng ta đi vào cái mỡ máu. Rồi, thế thì cái chế độ ăn DAT ấy, thì cái nguyên lý của cái nguyên tắc của cái chế độ ăn DAT nó sẽ có 4 cái nguyên tắc chính. Cái đầu tiên đó là chúng ta ăn nhiều rau quả. Ăn nhiều rau quả, sữa và những cái sữa, đặc biệt là sữa ít béo. Đấy là cái đầu tiên trong cái chế độ ăn DAT. Mọi người tăng cái lượng rau hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là rau xanh hay là cần tây, một số những cái quả, rau quả, tất cả những cái đấy chúng ta tăng lên hàng ngày của chúng ta. Đấy là cái đầu tiên, nguyên tắc ăn nhiều, tăng lượng rau hàng ngày của chúng ta lên, tăng lượng có thể bổ sung thêm sữa, nhưng mà sữa đấy là sữa đã tách béo. Mọi người nghe cái từ là sữa tách béo đúng nhỉ? Sữa tách béo, chúng ta tăng nhiều rau xanh, sữa tách béo tăng lên. Cái thứ hai đó là thay vì chúng ta ăn nhiều thịt đỏ thì chúng ta tăng lên đối với cá, đối với cái nhóm đạm thì chúng ta thay thế bằng cá, đặc biệt là cá biển. Trong cái nhóm cá biển nó sẽ có là nhóm cá hồi, cá ngừ, cá trích, là những cái nhóm cá mà chứa nhiều omega 3, có thể giảm được mỡ máu, và từ cái việc mà giảm mỡ máu thì nó sẽ giảm được cái huyết áp của chúng ta. Ngoài ra nó có một cái loại cá nữa, nó gọi là cá mòi. Ở đây không biết là ai biết cái loại cá đấy. Cá mòi được chứng minh là cái loại cá mà giúp hạ được cái huyết áp của chúng ta. Người ta uống một cái liệu trình cá mòi trong vòng tầm khoảng cỡ 2 tuần cho đến 1 tháng với cái chiết xuất từ cái cá mòi là nó có thể giảm được lên đến 10 mm thủy ngân đối với huyết áp của chúng ta rồi. Từ gần như tương đương với thuốc rồi. Thì mọi người có thể là chúng ta tăng cái lượng cá lên, tăng cá. Đối với thịt thì chúng ta thay thịt đỏ bằng da cầm. Nhưng mà da cầm thì mọi người nên tránh cái da của gà ra. Bởi vì thực ra là nếu như mà gà mà chúng ta gà nuôi ở quê thì không sao. Nhưng mà gà nuôi công nghiệp thì lớp mỡ dưới da nó rất là lớn. Thì chúng ta tránh cái da ra, bởi vì nhiều khi chúng ta cái mỡ nó dính vào cái da ấy. Thì chúng ta ăn thịt thôi thì là ok. Còn nếu mà gà bình thường mà không cái lớp mỡ dưới da nó ít thì chúng ta ăn cả cái da cũng được. Rồi, bổ sung thêm các loại hạt. Đây là cái chế độ ăn của chế độ ăn DAT nha. Bổ sung thêm các loại hạt. Hạt ở đây nó bao gồm một trong những cái hạt mà được chứng minh là hạ được huyết áp. Đó là hạt dẻ cười. Ở đây ai biết hạt dẻ cười không nhỉ? Hạt dẻ cười, chúng ta có thể là hạt dẻ cười này, hạt chia này, hạt hạnh nhân này, hạt điều này. Đấy là những cái loại hạt mà chúng ta nên đưa vào trong những cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Có thể là ăn vặt hoặc là chúng ta ăn thêm vào ăn buổi sáng, kiểu ngũ cốc, những cái đấy chúng ta ăn. Thì đối với cái hạt đấy, nhưng mà có một cái lưu ý là đối với cái loại hạt đấy thì là ăn hạt không thôi, chứ không phải là ăn hạt rang muối. Thì có rất là nhiều, nhưng mà điều rang muối xong, ăn xong cái là lượng muối nó tăng vọt lên. Ăn điều rang muối xong lại tăng mọt lên, rồi một loạt những cái hạt mà nó mà có muối ở trong đấy thì nó làm cho cái lượng muối nó tăng lên, thì nó lại làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Nên là ở đây chúng ta sẽ cá mòi ăn hay bị hóc xương lắm, thì chúng ta chiết xuất, nó có những sản phẩm mà chiết xuất từ cá mòi thì nó sẽ hạ được cái huyết áp của chúng ta. Rồi, thì đấy là cái mà chúng ta liên quan đến những cái ăn, cái chế độ ăn mà có nhiều hạt. Cái nguyên tắc thứ ba nữa của chúng ta trong cái việc mà kiểm soát cái huyết áp của chúng ta trong cái chế độ ăn DAT là gì? Đó là giảm chất béo bão hòa, chất béo dạng tran,
và những cái thực phẩm mà nhiều cholesterol thì chúng ta giảm những cái này. Chất béo bão hòa ở đây nó sẽ chứa rất là nhiều trong thịt đỏ, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, thì chúng ta có thể chúng ta ăn ít thôi, ăn một tuần chúng ta ăn một hai bữa thôi, chúng ta giảm cái đấy đi và chúng ta thay thế bằng cá và gà và giảm những cái chất béo bão hòa đấy đi. Cái thứ hai nữa là chất béo dạng tran thì nó có nhiều ở trong những thực phẩm mà chế biến sẵn, kể cả trong mì tôm nó có chứa rất là nhiều cái chất béo dạng tran. Những cái thực phẩm mà đóng hộp thì chứa rất là nhiều chất béo dạng tran, bởi vì chất béo dạng tran nó bảo quản được rất là lâu. Những cái chất béo mà chưa bão hòa mà chất béo tốt ấy, thì bảo quản thời gian bảo quản của nó rất là ngắn. Nhưng mà chất béo dạng tran nó bảo quản được rất là lâu nên người ta mới sử dụng trong cái dạng mà đóng hộp, bởi vì thế. Nên là mọi người sẽ lưu ý là hạn chế những cái chất béo dạng tran, chất béo bão hòa và những cái thực phẩm mà giàu cholesterol. Những thực phẩm mà giàu cholesterol như là trong ốc, ốc heo, ốc ốc bò, trong những cái nội tạng của động vật thì nó chứa rất là nhiều cholesterol. Kể cả trong tôm và mực nó vẫn có nhiều cholesterol. Tôm nếu mọi người ăn thì ăn tầm vài ba con thì được, nhưng mà ăn nhiều quá thì nó sẽ là hàm lượng cholesterol nó sẽ là tăng cao lên. Thì đấy là cái nguyên tắc thứ ba trong cái việc mà trong cái chế độ ăn DAT. Và cái thứ tư đó là hạn chế muối. Cái này thì chính là cái mà lúc nãy của chúng ta, đúng không nhỉ? Hạn chế muối, đồ ngọt, nước uống có ga. Thì đấy là những cái mà trong cái chế độ ăn DAT của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi nó như thế nào? Hàng ngày chúng ta nhiều khi mà chúng ta nghe thì như thế thôi, nhưng mà để mà thay đổi được nó không phải là đơn giản, chúng ta sẽ phải cần có thời gian. Thế thì chúng ta sẽ làm từng bước một. Hãy làm từng cái một. Chúng ta đặt ra cái mục tiêu của chúng ta trong cái chế độ ăn DAT, nó sẽ có bốn cái. Thứ nhất là ăn nhiều rau quả này, sữa ít béo này là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là thay tăng nhiều cá này, gà này, gia cầm này và những cái loại hạt này. Thứ ba là giảm chất béo bão hòa này, chất béo dạng tran và cholesterol này. Và thứ tư là hạn chế muối này, hạn chế nước ngọt này và những cái nước uống có ga. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ từng bước một chúng ta làm, chứ không phải là tự dưng mà chúng ta làm được luôn. Thế thì từng bước một chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta đặt mục tiêu là trong tháng tới chúng ta không uống nước ngọt hay là không uống nước có ga. Thử, chúng ta thử, nếu như mà chúng ta đang làm chúng ta thử điều đấy xem. Một tháng tới chúng ta cam kết không uống nước ngọt và không uống nước có ga. Mọi người hãy cam kết cái điều đấy. Có ai làm được điều này không ạ? Chúng ta sẽ làm từng bước một. Đấy là cái đầu tiên. Hãy đưa những cái hạt ngày mai chúng ta ra ngoài siêu thị chúng ta mua một cái lọ, cái hộp mà hạt rẻ cười chẳng hạn. Sau đó thì mỗi ngày chúng ta ăn tầm khoảng cỡ 10 một cái hộp hạt rẻ cười, nó đâu đấy tầm khoảng cỡ 270-280 gì đấy. Chúng ta ăn mỗi ngày tầm khoảng cỡ 12 cho đến 15 hạt. Chúng ta ăn giống như là ăn thay vì chúng ta ăn bim bim, chúng ta ăn những cái đồ ăn vặt thì chúng ta thay bằng những cái hạt đấy, hạt rẻ cười hay là hạt điều, tất cả những cái đấy chúng ta đưa vào, chúng ta làm trong một cái tháng tới. Sau đó thì hàng ngày bây giờ bữa nào chúng ta cũng phải có rau đi. Khi mà đi chợ bắt buộc trong bữa nào chúng ta cũng phải có rau. Cố gắng là rau sống, rau xanh chúng ta sẽ đưa vào trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như là thịt đỏ thì bây giờ chúng ta đi chợ, chúng ta thay vì chúng ta chọn thịt đỏ thì chúng ta thay bằng cá, chúng ta thay bằng gà đi. Thì đấy chính là những cái mà chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen từng bước một trong cái chế độ ăn của chúng ta. Và khi mà mọi người làm được tất cả những cái điều đấy thì cái huyết áp của mọi người, không phải huyết áp đâu mà rất là nhiều thứ nó sẽ là giảm được xuống, kể cả huyết áp, kể cả mỡ máu. Thì đấy là những cái mà nó sẽ là giúp cho mọi người thay đổi được cái lối sống của mình. Và ngày hôm nay 6 điều, mọi người có nhớ 6 điều đúng không ạ? 6 điều mà giúp cho chúng ta giảm được huyết áp. Đầu tiên là giảm muối. Thứ hai là tăng lượng natri, giảm muối mỗi 1,5 gram mỗi ngày, tăng lượng natri thông qua cái việc mà ăn nhiều những cái thực phẩm như là bơ, chuối, rau xanh, khoai tây. Đây là những cái nhiều natri. Cái thứ ba là chúng ta tăng cường tập thể dục, thở, hít sâu thở đều, thiền. Chúng ta có thể là ấn huyệt, massage ở cái vị trí mà cái huyệt hợp cốc. Cái thứ tư nữa là chúng ta giảm cân. Thứ năm nữa là chúng ta bỏ rượu đi, giảm rượu đi, giảm dưới một đơn vị cồn mỗi ngày. Và cái thứ sáu là cái chế độ ăn DAT. Trong cái chế độ ăn DAT thì chúng ta lại có một số những cái lưu ý. Thứ nhất là chúng ta ăn nhiều rau xanh lên. Thực ra là nó có sẽ có sự trùng hợp ở trong đấy. Ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều sữa nhưng mà ít béo. Nên là ví dụ như buổi sáng bây giờ chúng ta thay vì chúng ta ăn phở, chúng ta ăn thịt chẳng hạn, thì bây giờ buổi sáng mọi người có thể là chúng ta ăn một cái ly sữa chua kết hợp với những cái hạt chẳng hạn. Thì chúng ta trộn những cái hạt ngũ cốc ấy với một cái ly sữa chua, thì đấy chính là cái việc mà chúng ta sẽ giảm được cái huyết áp của chúng ta. Buổi trưa thì chúng ta ăn nhiều rau xanh lên, chúng ta tăng cái lượng rau xanh lên, thay vì chúng ta mua thịt lợn, chúng ta mua thịt bò thì chúng ta mua thịt gà hoặc là chúng ta mua cá. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ thay thế những cái món đấy để chúng ta sẽ ăn vào. Rồi lượng muối chúng ta giảm xuống. Rồi những cái chất béo bão hòa, bây giờ đừng hạn chế cái việc mà chúng ta ăn mì tôm hay là hạn chế những cái thực phẩm mà đóng gói sẵn đi, cố gắng chúng ta mua về chúng ta nấu, chúng ta ăn. Thì đấy là những cái mà nó sẽ giúp được cái huyết áp chúng ta kiểm soát một cách là tốt nhất. Thì hy vọng là sau khi xem cái buổi livestream ngày hôm nay của bác sĩ Ngọc,
thì chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn về cái phương pháp mà chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được huyết áp của mình. Chúng ta biết được là huyết áp đến bao nhiêu đúng không nhỉ? Chúng ta cần phải làm những cái điều gì, và những cái này mọi người cố gắng là chúng ta sẽ làm nó hàng ngày, chứ không phải là làm một cái mà được luôn. Chúng ta sẽ phải áp dụng những cái điều này hàng ngày và lưu lại cái video này. Sau đó thì cứ mỗi tháng chúng ta sẽ xem lại một lần, hoặc là một tháng, hoặc là hai tuần chúng ta xem lại một lần, để chúng ta sẽ lấy lại cái kiến thức đấy, chúng ta lấy lại cái cảm hứng để chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm cái điều đấy. Và đấy là những cái mà hy vọng là bác sĩ Ngọc sẽ tạo ra được một cái cộng đồng, chúng ta sẽ giảm được cái huyết áp của mình thông qua cái việc mà thay đổi lối sống, chứ không phải là giảm huyết áp thông qua thuốc. Bởi vì thuốc thì nó cũng sẽ là có những cái tác dụng phụ, trừ trường hợp là những trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc thì chúng ta mới dùng thôi. Tối ngày mai 8 giờ tối ngày mai bác sĩ Ngọc lại tiếp tục cái chương trình livestream. Và cái livestream tối ngày mai ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái ngưỡng để mà chúng ta kiểm soát cái huyết áp của mình, cũng như là trường hợp nào chúng ta cần phải dùng thuốc, trường hợp nào không, và chúng ta sẽ tiến hành hỏi đáp. Đó là cái chủ đề ngày mai. Hy vọng là ngày mai nữa là chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến huyết áp. Huyết áp chúng ta có 3 ngày, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa, thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề gì liên quan đến huyết áp trước khi mà chúng ta chuyển sang ngày kia, là cái bệnh lý về mỡ máu. Mỡ máu thì chúng ta cũng sẽ là cố gắng chúng ta đi tầm khoảng 3 ngày rồi chúng ta được chúng ta chuyển sang tiểu đường, rồi chúng ta chuyển sang những bệnh lý về gan. Thì mỗi một lâu lâu bác sĩ Ngọc sẽ làm một cái đợt như này. Có thể là tầm 1 cho đến 2 tháng mình sẽ làm một cái đợt như này để cập nhật để kiến thức cho mọi người. Ok, nếu như mọi người mà thấy cái chương trình này nó hay thì cho bác sĩ Ngọc một cái lượt like, một cái lượt share, hoặc là một cái điều comment gì đấy mà mọi người cảm thấy tâm đắc trong cái ngày hôm nay, thì mọi người có thể là comment xuống cái video này, và nhớ là đăng ký cái kênh của bác sĩ Ngọc nha. Mục tiêu là 1 triệu trên Facebook và 1 triệu trên YouTube. Thì Facebook thì bây giờ được 907.000 người rồi, thì cố gắng là trong năm nay không biết có đạt được 1 triệu không. YouTube thì tốc độ nó tăng trưởng nó rất là nhanh. YouTube hiện tại bây giờ là hơn 700.000 người. TikTok thì cũng hơn 400.000 người rồi. Thì hy vọng là có thể là chia sẻ được những kiến thức này cho nhiều người hơn, để chúng ta có thể là chúng ta thay đổi được cái lối sống của mình. Nó sẽ có những cái chương trình, ví dụ như mọi người sẽ để ý là có những cái chương trình truyền thông về tăng huyết áp ấy. Tuy nhiên thì bác sĩ Ngọc thấy nó cũng chưa đạt được cái hiệu quả lắm. Từ trước đến giờ, ngày xưa có đi học ấy, nhưng là truyền phát tờ rơi. Nhưng bây giờ rất là may có cái việc mạng xã hội như này, thì đây chính là một trong những cái mà bác sĩ Ngọc đang thực hiện, một trong những cái sứ mệnh, đó là kiểm soát được cái bệnh lý, những cái bệnh lý mà không lây nhiễm dành cho mọi người thông qua cái thay đổi lối sống. Ok, mọi người có bất kể các câu hỏi gì thì có thể là comment vào trong cái câu hỏi. Sau đó thì cần thiết thì một số những cái trước khi mà chuyển sang cái vấn đề về mỡ máu thì nó liên quan một số những cái xét nghiệm, hoặc là những cái mà câu hỏi mà nó rắc rối ấy, thì bác sĩ Ngọc có một cái kênh Zalo đấy, thì chỉ dành để trả lời những cái xét nghiệm thôi. Thì mọi người nếu như mà có những cái kết quả xét nghiệm mà mọi người muốn bác sĩ Ngọc tư vấn thì mọi người có thể là gửi qua đấy cái Zalo, thì mọi người sẽ bấm cái Zalo đấy là Zalo page, Zalo OA ấy, nó có tích xanh rồi, thì nó mọi người sẽ lên Google, mọi người có là DR Ngọc, Dr. Ngọc ấy, drngoc.vn/zalo, thì nó sẽ ra cái đường link của cái đấy. Bác sĩ Ngọc sẽ comment ghi vào đây nhá, drngoc.vn/zalo, thì nó sẽ ra luôn cái Zalo page đấy. Thì chúng ta có thể là chúng ta gửi cái kết quả xét nghiệm của mình vào trong cái Zalo đấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ đọc cái kết quả cho mọi người. drngoc.vn/zalo. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình buổi tối ngày hôm nay tại đây. Hơn một tiếng ngày hôm nay khá là dài, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ hiểu được. Mọi người có hiểu được cái chủ đề tối ngày hôm nay không ạ? Có ai không hiểu được thì cứ comment nhé, không sao cả. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ giải thích để cho mọi người có thể là hiểu được. Huyết áp nó là một trong những cái bệnh mà rất là phổ biến, và nếu như mà chúng ta kiểm soát nó được thì rất là tuyệt vời. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối ngày mai. Bye bye.